bán lẻ và khách hàng. Thì mình có thể giải thích sơ một tí liên quan tới vấn đề là cái định nghĩa này cho chúng ta nắm lại. Thì nôm na đó, bắt đầu của chuỗi cung ứng thì chính là thì người ở đây người ta nói rằng là gì? Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được rằng là gì? Bắt đầu của một chuỗi cung ứng chính là khách hàng. Và khách hàng họ sẽ quyết định việc mua, ta lấy ví dụ như là họ sẽ quyết định mua một cái sản phẩm. Thì khi mà họ quyết định mua một sản phẩm đó thì họ có thể gì liên hệ với bộ phận bán hàng của một công ty. Thì nôm na các em hiểu là trong chuỗi cung ứng này thì bao giờ cái sự bắt đầu của một chuỗi cung ứng thì chính là khách hàng. Thì khách hàng họ sẽ làm gì? Khách hàng thì họ sẽ quyết định việc mua một cái sản phẩm. Thì để mua một sản phẩm thì họ liên hệ với bộ phận bán hàng của công ty. Và khi mà họ liên hệ với bộ phận bán hàng của công ty thì hai bên họ sẽ tiến hành trao đổi đàm phán liên quan cái sản phẩm họ muốn mua. Thì ở trong môn nghiệp vụ ngoại thương thì mình cũng nhắc tới cái vấn đề là đàm phán là mua bán như thế nào. Sau khi mà hai bên chốt thì nôm na chúng ta hiểu là gì? Đơn đặt hàng sẽ được hoàn tất với các cái thông tin, đúng không ạ? Chúng ta cũng biết rồi, các cái thông tin có nghĩa là hai bên họ sẽ chốt cái đơn đặt hàng, nôm na là ký kết hợp đồng mua bán đó. Thì trong cái hợp đồng mua bán đó thì đợt trước mình nói rồi, họ sẽ chốt liên quan tới các cái thông tin về sản phẩm này, về số lượng này, về ngày giao hàng này, vân vân vân. Thì sau khi mà nhận đơn hàng, đây mình giải thích sơ luôn. Sau khi mà nhận đơn hàng từ khách hàng xong thì cái bộ phận kế hoạch, trong một cái công ty thì nó sẽ có bộ phận kế hoạch sẽ đưa ra cái kế hoạch sản xuất để sản xuất theo nhu cầu của khách hàng. Thì vào cái giai đoạn này thì bộ phận kế hoạch đó họ sẽ biết được những cái nguyên liệu cần thiết để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng có gì, nghĩa là gì, họ cần những cái nguyên liệu gì để mà sản xuất ra sản phẩm đáp ứng cái đơn hàng của khách hàng đã ký kết với cái bộ phận bán hàng. Khi mà họ biết được những cái nguyên vật liệu cần thiết thì lúc này họ sẽ kiểm tra coi thử là trong kho của họ có sẵn các nguyên vật liệu hay không. Nếu như mà các nguyên vật liệu đó không có sẵn thì họ sẽ gì yêu cầu một cái bộ phận gọi là bộ phận thu mua. Nhiệm vụ của bộ phận thu mua này làm gì? Nhiệm vụ của bộ phận thu mua này thì họ sẽ gửi các cái đơn đặt hàng, nôm na là về nguyên vật liệu, đến các cái nhà cung cấp về việc giao một cái số lượng nguyên liệu nhất định vào một ngày được yêu cầu để gì cung cấp cho bộ phận sản xuất tiến hành sản xuất ra sản phẩm. Rồi khi mà nguyên vật liệu được giao bởi nhà cung cấp, sau khi mà cái bộ phận thu mua này mua thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì? Khuyên nguyên vật liệu được giao bởi nhà cung cấp thì cái bộ phận thu mua này họ sẽ tiến hành kiểm tra về số lượng, về chất lượng, và sau khi mà họ kiểm tra xong thì họ sẽ cái nguyên vật liệu này sẽ được lưu trữ cho đến khi được yêu cầu bởi bộ phận sản xuất. Đó lý do tại sao mà mình nói rồi, cái chuỗi cung ứng thì không chỉ bao gồm có nhà sản xuất và nhà cung cấp. Thì nhà cung cấp ở đây là gì? Nhà cung cấp nguyên vật liệu cho cái bộ phận sản xuất để sản xuất ra cái sản phẩm đó. Rồi sau khi mà nguyên liệu được mua về thì hôm nay chúng ta hiểu là gì, sẽ chờ để di chuyển đến cái khu vực sản xuất. Thì dựa trên cái kế hoạch sản xuất và họ sẽ bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm. Thì sản phẩm hoàn thành hoàn chỉnh á, hôm nay là sản phẩm hôm nay gọi là thành phẩm đó, thì sẽ được kiểm tra và di chuyển vào các nhà kho. Thì đó lý do tại sao mà tôi nói rồi, trong cái vấn đề là quản trị chung cư cung ứng thì liên quan tới vấn đề là quản lý về tồn kho, là ở cái chỗ là gì, sau khi mà sản xuất xong thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra và di chuyển vào nhà kho. Thì cái thời gian lưu kho sẽ phụ thuộc vào ngày giao hàng từ phía khách hàng. Rồi một cái vấn đề nữa liên quan tới chuỗi cung ứng thì không chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung ứng, mà đợt trước mình còn nói là gì, nó gồm có các cái công ty cung cấp dịch vụ. Công ty cung cấp dịch vụ ở đây là gì, là những cái nhà chẳng hạn như là về nhà vận chuyển này, đúng không? Một nhiệm vụ của họ là gì, thì họ sẽ gì vận chuyển hàng hóa từ kho lưu trữ tới gì các cái nhà và phân phối các nhà bán lẻ. Rồi đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là
gì, chuỗi cung ứng thì nó gồm tất cả những cái vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp, mục đích là gì, nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Nôm na chúng ta có thể hiểu cái gì, bắt đầu của một chuỗi cung ứng chính là từ khách hàng, và nó trải qua một cái quá trình liên quan đến vấn đề là thu mua, tồn kho, sản xuất, vận chuyển, mục đích cuối cùng là gì, để gì, đưa cái hàng hóa đó, sản phẩm đó tới tay người tiêu dùng. Thì đó là cái khái niệm cơ bản về chuỗi cung ứng. Một cái thứ hai mà đợt trước mình trình bày cho các em thì nó liên quan tới các cái lĩnh vực trong hoạt động chuỗi cung ứng. Thì chúng ta cũng cần phải nắm được là hoạt động của chuỗi cung ứng thì gồm có bao nhiêu đối tượng đó. Sau đó thì mình có trình bày cho các em về cái vấn đề là xác định các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, thì chúng ta cũng cần phải nắm những cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng là gồm những ai tham gia trong chuỗi cung ứng. Rồi cái thứ tư là mình cũng đã trình bày về cái ứng dụng của chuỗi cung ứng vào cái chiến lược kinh doanh của công ty, thì bao gồm có 3 bước đó chúng ta cần phải nắm lại. Liên quan tới cái phần mô hình hoạt động chuỗi cung ứng, đợt trước thì chúng ta dừng lại ở đây. Thì nôm na nó ở cái chương 1 thì chúng ta đã thấy có 5 cái lĩnh vực chính trong hoạt động của chuỗi cung ứng, đó là sản xuất này, rồi tồn kho, địa điểm và vận tải, địa điểm, vận tải và thông tin. Thì năm yếu tố này còn được gọi, thực ra này, năm yếu tố này trong vấn đề hoạt động, trong mô hình hoạt động chuỗi cung ứng á, thì nó còn được gọi là những cái thông số thiết kế, hay là những cái quyết định về chính sách. Và năm cái yếu tố này thì nó hình thành nên cái mô hình và năng lực trong bất kỳ một chuỗi cung ứng nào. Thực ra thì hiện nay tất cả các cái doanh nghiệp mà người ta lớn nhỏ thì người ta đều có cái bộ phận gọi là bộ phận chuỗi cung ứng, hay còn gọi là thì cái bộ phận này nó hoạt động dựa trên các cái mô hình. Và các cái mô hình hiện nay thì có rất là nhiều mô hình trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, thì các cái mô hình này nó được xây dựng dựa trên, các em lưu ý là gì, nó dựa trên 5 cái lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là gì, sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Mình nhắc lại sơ một tí về sản xuất là gì, địa điểm, tồn kho là gì. Thì thực ra đó, sản xuất thì nó liên quan đến cái năng lực của chuỗi cung ứng để mà sản xuất và tồn trữ sản phẩm. Đợt trước mình cũng trình bày cho các em rồi, thì các cái phương tiện trong sản xuất như là thì bao gồm có 2 cái phương tiện. Thực ra thì cái này chúng ta cũng được học ở trong môn quản trị chuỗi, quản trị sản xuất rồi, thì ở đây mình nhắc lại mà thôi. Thì các cái phương tiện trong sản xuất thì bao gồm đó là gì? Nhà xưởng và nhà kho. Và vấn đề cơ bản của nhà quản lý chuỗi cung ứng khi ra quyết định sản xuất là gì? Là giải quyết cái cân đối giữa cái tính đáp ứng và tính hiệu quả như thế nào, đúng không ạ? Nếu như nhà xưởng và nhà kho được xây dựng ví dụ như là với cái công suất thừa cao, thì khả năng linh động và đáp ứng nhanh cái khối lượng lớn về nhu cầu sản phẩm, thì ở đây thì mình cũng đã được trước mình cũng đã giới thiệu cho các em liên quan cái vấn đề sản phẩm sản xuất, thì các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng họ sẽ ra các cái quyết định liên quan đến vấn đề sản xuất như thế nào, thì chúng ta cũng tôi cũng đã trình bày ở cái chương 1 rồi. Hiện nay thì mình đang có cung cấp cho các em một cái tài liệu, thì cái tài liệu đó thì cũng khi mà chúng ta đọc thì nó cũng hơi phức tạp một tí, và chiều nay thì mình sẽ cung cấp cho các em một cái tài liệu khác cũng dựa trên 2 cái cuốn tài liệu này, thì mình cũng biên soạn một cuốn thì hơi đơn giản hơn và một cuốn thì hơi phức tạp, và cái cuốn mà mình đưa cho các em thì khi chúng ta đọc thì nó cũng hơi phức tạp hơn, tuy nhiên nó sẽ chi tiết hơn. Và chiều nay mình sẽ cung cấp cho các em thêm một cái cuốn tài liệu khi mà chúng ta đọc thì nó khá là đơn giản và nó gắn liền với những cái kiến thức mà mình trình bày trong các buổi, thì để các em dễ dàng kết hợp giữa 2 cái tài liệu này để chúng ta đọc chúng ta dễ hiểu hơn. Về vấn đề thi thì hiện nay trường cũng chưa biết rõ là chúng ta khi nào thì chúng ta sẽ học tập trung, do đó phần lớn thì nhà trường cũng thông báo rằng là gì, có thể là chúng ta kết thúc môn học này bằng cái vấn đề là gì, hình thức online. Hình thức online thì có một vấn đề như thế này,
Là lý thuyết thì mình không nói, thì lý thuyết chúng ta có 11 buổi thì mình sẽ cung cấp cho các em toàn bộ lý thuyết. Về thực hành thì chúng ta tập trung vào hai chương, đó là chương 2 và chương 3. Thì chương 2 và chương 3 thì mình sẽ cố gắng là cũng không dám đi nhanh lắm, do đó thì vấn đề là mình sẽ từ đây cho đến hết tuần sau thì chúng ta sẽ còn chẳng hạn như là buổi hôm nay, tuần sau 2 buổi, thì tôi cố gắng 3 buổi, trong vòng 3 buổi thì hoàn tất cho các em cái chương 2 và chương 3. Thì thực ra thì tuần sau thì chúng ta coi như là tuần sau chúng ta vẫn học online, thì vấn đề thực hành thì tôi chưa có bắt buộc. Chúng ta phải chúng ta thực hành, tôi muốn chúng ta thực hành sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái chương 2 và chương 3, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thực hành. Điều đó có nghĩa rằng là qua tuần sau nữa, nếu như mà tuần sau chưa có cái thông báo liên quan đến vấn đề học tập trung, thì lúc này chúng ta phải thực hành online. Thì thực hành online thì các em lưu ý như thế này, thì chúng ta sẽ thực hành liên quan tới các cái hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì hiện nay thì tôi không có bắt buộc các em tính toán bằng tay, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm, đó là phần mềm Excel. Trong Excel thì nó sẽ có một cái tính năng gọi là Excel Solver, có nghĩa là chúng ta phải kết hợp giữa cái có nghĩa là dùng để giải quyết bài toán tối ưu ở trong cái ứng dụng Excel. Do đó thì vấn đề là hết tuần sau, qua tuần sau nữa, nếu như chúng ta chưa học tập trung thì chúng ta bắt đầu thực hành. Thì cái lịch thực hành thì hiện nay tôi thấy rằng là chúng ta được phân ra làm 3 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Tuy nhiên thì vấn đề là tại vì chúng ta online, không tập trung, do đó thì tôi sẽ sắp xếp với lớp là gì, chúng ta thực hành một lần thôi, chẳng hạn như là một lần cả lớp thực hành, chứ không có tách ra nhóm nữa, để mà chúng ta giảm thiểu được cái thời gian. Thì yêu cầu của vấn đề thực hành đó, thì các em lưu ý rằng là chúng ta phải có laptop. Nếu mà bạn nào hiện nay thì đang học sử dụng điện thoại để mà học á, thì tốt nhất chúng ta khi mà chúng ta thực hành thì tốt nhất là chúng ta phải sử dụng laptop hoặc là máy tính để bàn. Thì tôi không biết là bạn nào có laptop hay là không có laptop hay là máy tính để bàn không. Thực ra thì tới hiện nay thì chúng ta đã học năm 3 rồi, thì ít nhiều thì chúng ta cũng đã trang bị cho mỗi người một cái laptop hoặc là một cái máy tính để bàn, đúng không ạ? Với lại có một cái đặc điểm là sáng nay thì trường đang họp liên quan tới cái phương án thay thế cho vấn đề thi tập trung. Thì nếu như mà như vậy thì lớp chúng ta sẽ có 2 môn, đó là môn nghiệp vụ ngoại thương và môn nghiệp vụ ngoại thương và môn quản trị chuỗi cung ứng. Thì chúng ta có thể phải thi online. Thì thi online thì điều đó có nghĩa rằng là cũng cái đề thì lúc này thì tôi sẽ không có trắc nghiệm đâu, và tôi sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ làm tự luận. Tại vì trắc nghiệm thì nó rất là tốn rất là nhiều thời gian để mà tôi có thể soạn thảo cái vấn đề là trắc nghiệm ở trên cái hệ thống LMS. Do đó thì vấn đề chúng ta sẽ làm tự luận. Liên quan đến cái tự luận của môn nghiệp vụ ngoại thương thì chúng ta cũng sẽ làm các cái bài toán mà mình đã cho các em làm rồi, chủ yếu chúng ta tập trung vào phần đó. Và cái phần thứ hai, nếu có thì lý thuyết thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái điều kiện thương mại quốc tế. Còn ở cái chuỗi cung ứng thì mọi bữa thì mình có thông báo cho các em rằng là chúng ta sẽ học có 2 phần, đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thi online thì chúng ta sẽ không có phần trắc nghiệm mà chúng ta sẽ tập trung vào cái phần tự luận. Phần tự luận thì các em sẽ là giải các cái bài toán trong chuỗi cung ứng liên quan tới các cái hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì các cái bài toán này thì chúng ta sẽ phải sử dụng Excel. Điều đó có nghĩa rằng là đảm bảo rằng là khi thi chúng ta phải có máy tính, đề thì đề mở rồi thì cái vấn đề đó là không không thành vấn đề, nhưng mà chúng ta phải có laptop hoặc là máy vi tính để mà chúng ta có thể làm được cái bài tập. Chúng ta lưu ý nghe, thì sáng nay hình như là sáng nay trường và khoa sẽ trường sẽ họp và thống nhất cái phương án thi, thì mình sẽ thông báo cho các em sau. Rồi, mình quay lại. Thì cái hoạt động của chuỗi cung ứng này thì nó gồm có 5 lĩnh vực chính, nhớ nha. Chúng ta lưu ý rằng là hoạt động của chuỗi cung ứng thì gồm có 5 lĩnh vực chính, đó là gì? Sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Thì 5 cái yếu tố này còn được gọi là những cái thông số thiết kế hay là những cái quyết định về chính sách.
Có nghĩa rằng là các cái nhà quản lý chuỗi cung ứng khi mà người ta ra các cái quyết định liên quan tới cái hoạt động chuỗi cung ứng thì người ta dựa trên năm cái thông số thiết kế này, và năm cái yếu tố này thì nó hình thành nên một cái mô hình. Thì hiện nay người ta sử dụng rất là nhiều cái mô hình dựa trên năm cái thông số thiết kế này để thực hiện các cái công việc thông qua các cái hoạt động thực hiện thực thi hàng ngày đó. Thì người ta sẽ sử dụng các cái mô hình. Thì một trong những cái mô hình thường nhật mà hiện nay người ta sử dụng phổ biến nhất, các em lưu ý rằng là gì, và ở đây thì tôi ở chương 2 và chương 3 thì tôi cũng có áp dụng cái mô hình này để giảng dạy cho các em. Và hiện nay đa số các cái tập đoàn lớn trên thế giới cũng như là các cái tập đoàn vừa và nhỏ, các công ty vừa và nhỏ, nhỏ thì tôi không dám nói, vừa tôi không dám nói, nhưng mà đa số các cái tập đoàn lớn người ta quản trị hệ thống, người ta quản lý cái hoạt động chuỗi cung ứng trong tập đoàn của họ thì dựa trên một cái mô hình gọi là mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng. Đây chúng ta có thể theo dõi. Thì mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng đơn giản hóa, người ta hay còn gọi là mô hình SCORE. SCORE này thì là viết tắt bởi cụm từ đó là Supply Chain Operation Reference, và người ta dịch ra là gì, gọi là mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng đơn giản hóa. Thì cái mô hình SCORE này nó sẽ nhận diện cái hoạt động chuỗi cung ứng đơn giản, gồm có 4 quy trình. Dựa trên người ta dựa trên năm cái thông số thiết kế, có nghĩa là gì, người ta dựa trên năm lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là sản xuất này, tồn kho này, địa điểm này, thông tin, vận tải, để người ta thiết kế ra các cái mô hình. Hôm nay chúng ta có thể hiểu như vậy. Và cái mô hình hiện nay được các cái công ty sử dụng nhiều nhất thì được nó gọi là mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng đơn giản hóa, hay còn gọi là mô hình SCORE. Đây, mô hình SCORE. Thì cái mô hình SCORE này nó nhận diện chuỗi cung ứng đơn giản gồm có 4 quy trình chúng ta cần nắm. Quy trình thứ nhất đó là liên quan đến vấn đề là gì, hoạch định. Thứ nhất là hoạch định, thứ hai đó là thu mua, hoặc là chúng ta có thể coi trong tài liệu á, thì người ta hoạch định nôm na chúng ta hiểu là lập kế hoạch đó, rồi cái thứ hai đó là tìm nguồn cung ứng, hay còn gọi là thu mua. Cái thứ ba của cái mô hình đơn giản này đó là sản xuất, và cái thứ tư là liên quan đến vấn đề phân phối. Thì cái mô hình này được cái hội đồng cung ứng gọi là Supply Chain Council phát triển, và hiện nay mình nói lại một lần nữa là cái mô hình này nếu mà chúng ta sau này làm việc trong cái lĩnh vực chuỗi cung ứng thì chúng ta thấy rằng là người ta áp dụng cái mô hình SCORE này để mà vận hành cái chuỗi cung ứng của một tập đoàn hay của một công ty rất là nhiều. Nôm na thì chúng ta có thể thấy rằng là gì, và nói lại một lần nữa để chúng ta hiểu là cái mô hình này nó dựa trên năm lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Điều đó có nghĩa rằng là lúc nãy mình nói rồi, có rất là nhiều cái mô hình, có một số mô hình cũ á, thì người ta dựa trên năm cái lĩnh vực chính này để người ta đưa ra mô hình. Còn cái mô hình này thì tôi thấy rằng là người ta hình thành năm 2012, và hiện nay nó được ứng dụng rất là nhiều. Thì đó lý do tại sao mà tôi đưa cái mô hình này vào giảng dạy luôn ở chương 2 và chương 3. Thì cái mô hình này thì cái yếu tố đầu tiên của mô hình đó là hoạch định, hay còn gọi là lập kế hoạch. Thì nôm na chúng ta hiểu đó là gì, hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị sẽ xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức. Và hôm nay chúng ta hiểu là gì, vạch ra những cái hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đó. Khi mà các em học môn quản trị chiến lược thì thầy cũng nói rồi, bao giờ cũng là, hoặc là các cái môn học khác thì bao giờ chúng ta thấy rằng là cái bước đầu tiên là gì, lập kế hoạch hay còn gọi là hoạch định. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì, là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định này và lựa chọn mục tiêu của tổ chức. Và sau khi mà chúng ta xác định lựa chọn mục tiêu thì chúng ta cần phải vạch ra những cái hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đó. Thì liên quan tới cái vấn đề hoạt động chuỗi cung ứng
thì cái việc lập kế hoạch hoạch định là hoạt động bao gồm đó là gì? Lập kế hoạch và tổ chức các cái hoạt động cho ba yếu tố liên quan. Ba yếu tố này thì trong việc lập kế hoạch gồm có là gì? Chúng ta có thể theo dõi ở trên slide mình đây, mình trình chiếu nha. Về liên quan đến hoạch định trong trong hoạt động chuỗi cung ứng thì gồm có thứ nhất đó là gì? Dự báo về nhu cầu. Thứ hai đó là gì? Định giá sản phẩm. Thứ ba đó là gì? Quản lý tồn kho. Thì nôm na các cái nhà quản trị chuỗi cung ứng này họ sẽ thực hiện các cái công việc thông qua các cái hoạt động thực thi hàng ngày liên quan đến hoạt động đó gì, họ sẽ phải dự báo về nhu cầu. Cái thứ hai là gì? Định giá sản phẩm. Cái thứ ba đó là gì? Quản lý về tồn kho. Thì liên quan đến vấn đề dự báo nhu cầu. Dự báo nhu cầu là nghĩa là sao? Thì thực ra thì các em cũng đã học ở trong môn quản trị sản xuất rồi. Các em lưu ý rằng là như thế này, mình nói rồi là cái môn học này nó liên quan tới rất là nhiều môn học khác. Do đó thì vấn đề là trong quá trình giảng dạy thì mình lướt qua để mà chúng ta nắm được. Tại vì giống như dù gì thì chúng ta cũng đã được học các một số các cái kiến thức. Chẳng hạn như tôi lấy ví dụ về định giá sản phẩm. Thì định giá sản phẩm thì chúng ta thì học liên quan đến môn gì? Quản trị marketing thì nôm na nói rồi. Chuỗi cung ứng thì nó cũng liên quan tới các hoạt động về marketing, về chiến thuật, về chiến lược, vân vân. Do đó thì vấn đề là ở đây thì mình cũng sẽ lướt qua nhanh cho các em nắm lại thôi. Thì dự báo về nhu cầu có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Chúng ta phải xác định rõ cái lượng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để mà tổ chức sản xuất cho phù hợp, tránh trường hợp dư thừa và tồn kho quá mức. Chẳng hạn như là về một sản phẩm nào đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn sản xuất một sản phẩm nào đó thì để mà xác định được cái để mà sản xuất bao nhiêu thì chúng ta cần phải xác định rõ cái số lượng hay cái còn gọi là cái gì, cái nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường hiện nay đối với cái sản phẩm đó như thế nào, để mà chúng ta từ đó có thể gì tổ chức sản xuất cho phù hợp với cái nhu cầu, để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường mà không có bị dư thừa hoặc là tồn kho quá mức, cũng như là gì không có sản xuất thiếu, đúng không ạ? Do đó cái vai trò của vấn đề là dự báo nhu cầu rất là quan trọng. Cái thứ hai của vấn đề là gì? Lập kế hoạch trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là liên quan tới cái hoạt động đó là gì? Định giá sản phẩm. Thì giá cả là một, thì chúng ta biết rồi, giá cả nó là một cái nhân tố quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và người tiêu dùng nói riêng. Và sản phẩm có mang tính cạnh tranh cao hay không thì tùy thuộc vào cái yếu tố này. Nên thực ra thì chúng ta biết rằng là hiện nay các cái doanh nghiệp họ cần phải xem xét và quyết định cái giá sao cho phù hợp. Thì nôm na là gì? Định giá sản phẩm nó cũng là một phần, một cái hoạt động trong lập kế hoạch của chuỗi cung ứng chúng ta cần nắm. Mà thực ra thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta học ở trong cái môn quản trị marketing, trong quản trị marketing thì nó có cái một cái phần gọi là gì, định giá sản phẩm. Thì hiện nay trong cái vấn đề quản lý kinh tế hiện đại thì người ta đưa cái phần gọi là gì, định giá sản phẩm này vào trong cái hoạt động chuỗi cung ứng, trong vấn đề lập kế hoạch hoạt động chuỗi cung ứng thì chúng ta cần phải nắm. Cái thứ ba, cái hoạt động vận động thứ ba liên quan tới vấn đề là gì, hoạch định hay lập kế hoạch trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là gì, quản lý về tồn kho hay là quản lý về lưu kho. Thì việc này đó gì, nó nhằm mục đích là quản lý cái mức độ quản lý mức độ và số lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp. Và mục tiêu chính của hoạt động này là gì, làm giảm chi phí cho việc lưu kho xuống mức tối thiểu và loại bỏ chi phí thừa trong trong giá thành sản phẩm cuối cùng. Thì nôm na thì đợt trước mình có nhắc tới CEO của Apple là ông Tim Cook, thì người ta nói rằng là ông Tim Cook là một bậc thầy trong hoạt động chuỗi cung ứng, bằng cách là gì, có một thời điểm chẳng hạn như là ông đưa cái mức tồn kho bằng không. Thì thực ra thì khi mà chúng ta học về lý thuyết á, mức tồn kho thì khó khi mà bằng không lắm, nó được coi như là một cái mức tồn kho lý tưởng. Nhưng ông này trong vấn đề quản trị chuỗi cung ứng của Apple thì ông đã đưa được cái mức tồn kho về bằng không. Thì cái cách thức như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sau. Nôm na nói tóm lại, trong cái mô hình store này thì nó có 4 cái hoạt động chính dựa trên 5 cái tham số, 5 cái thông số thiết kế sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Thì nó dựa trên cái tham số thiết kế đó thì nó đã tạo ra một cái mô hình gọi là mô hình SCORE. Mô hình SCORE này gồm có 4 hoạt động, đó là gì, hoạch định,
thu mua, sản xuất và phân phối. Về hoạch định thì chúng ta trong hoạch định thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba hoạt động, đó là gì? Dự báo nhu cầu này, rồi định giá sản phẩm này, và quản lý lưu kho. Thì đó là cái vấn đề là về hoạch định. Cái phần thứ hai liên quan đến vấn đề các hoạt động thứ hai của mô hình SCORE này thì nó liên quan đến vấn đề gọi là thu mua, hay còn gọi là gì, tìm nguồn cung ứng. Trong cái hoạt động thu mua của mô hình SCORE này thì nó bao gồm đó là gì, việc lựa chọn các nhà cung cấp nguyên liệu. Các em lưu ý nha, chúng ta sử dụng cái từ thu mua hay tìm nguồn cung ứng thì là gì, chủ yếu là gì, là chúng ta tìm và mua các cái nguồn nguyên liệu đầu vào để mà gì, cho quá trình sản xuất. Còn vấn đề là khi mà chúng ta sản xuất ra sản phẩm thì lúc này người ta gọi là bộ phận bán hàng. Đợt trước mình cũng giải thích cho các em rồi, thực ra là trong một cái doanh nghiệp sản xuất thì bao gồm có hai bộ phận, có ba bộ phận đúng không ạ, bộ phận thu mua, bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng. Bộ phận thu mua, nhiệm vụ của bộ phận thu mua là gì, là tìm kiếm nguồn cung ứng liên quan đến cái nguyên liệu đầu vào cho cái gì, bộ phận sản xuất đúng không ạ. Còn bộ phận sản xuất thì nhiệm vụ của họ là gì, sản xuất ra sản phẩm, biến cái nguyên liệu đầu vào thành gì, thành phẩm. Và cái bộ phận bán hàng là gì, nhiệm vụ của họ là gì, sẽ bán các cái sản phẩm đã thành phẩm sau khi sản xuất ra xong tới tay gì, người tiêu dùng, hoặc là gì, tới các cái nhà bán buôn, nhà phân phối, nhà bán lẻ, và cuối cùng là gì, tới tay người tiêu dùng. Thì hôm nay chúng ta hiểu rằng là cái bộ phận thu mua này là gì, nhiệm vụ của họ là gì, mua nguyên vật liệu đúng không ạ, đầu vào cho cái quá trình sản xuất. Thì cái hoạt động trong vấn đề thu mua này gồm bao gồm, thứ nhất là gì, lựa chọn các nhà cung cấp nguyên liệu, cần thiết để mà gì, sản xuất hàng hóa của công ty. Hai là hoạt động chính là cần quan tâm là gì, hoạt động cung ứng và hoạt động tín dụng và khoản phải thu. Thì các cái quy trình này, cung ứng, tín dụng và khoản phải thu thì nó liên quan đến vấn đề là gì, tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra, chẳng hạn như là khi mà nguyên liệu đó được nhà cung cấp mà mang tới kho của nhà sản xuất thì cái bộ phận thu mua này họ phải tiếp nhận gì, họ phải gồm có gì, họ phải gì, tiếp nhận hàng hóa này, kiểm tra này, và vận chuyển nó tới nhà máy sản xuất. Rồi sau khi mà vấn đề là kiểm tra, vận chuyển, tiếp nhận thì họ phải gì, xác nhận liên quan đến vấn đề thanh toán đối với các nhà cung cấp này. Do đó trong bộ phận thu mua này họ quản lý hai vấn đề, chẳng hạn liên quan đến vấn đề là cung ứng và vấn đề là gì, tín dụng và các khoản phải thu. Nôm na là gì, sau khi mua hàng xong thì họ phải tiến hành tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra và vận chuyển hàng hóa này tới, nguyên vật liệu này tới nhà máy sản xuất, và sau đó thì họ sẽ gì, xác nhận thanh toán đối với các cái nhà cung cấp. Thì đây là cái hoạt động thứ hai trong cái mô hình SCORE, là thu mua và tìm nguồn cung ứng. Liên quan tới cái hoạt động thứ ba là cái vấn đề liên quan đến cái gì, cái khâu sản xuất. Thì khâu sản xuất này là cái giai đoạn sản xuất các cái sản phẩm chính, hoặc là cung cấp các cái dịch vụ, những hoạt động cần thiết để thiết kế sản phẩm này. Và trong cái hoạt động trong liên quan đến vấn đề sản xuất này thì nó gồm có các hoạt động liên quan. Thứ nhất là gì, thiết kế sản phẩm này. Thứ hai là gì, lịch trình sản xuất này. Thứ ba là gì, quản lý về dây chuyền máy móc trang thiết bị. Hôm nay là gì, dây chuyền máy móc trang thiết bị trong nhà máy. Thì trong cái hoạt động sản xuất này, trong mô hình SCORE này thì các cái nhà quản lý chuỗi cung ứng họ cũng phải nắm được các cái hoạt động. Thứ nhất là gì, thiết kế sản phẩm như thế nào, rồi lịch trình sản xuất ra sao, rồi vấn đề là quản lý dây chuyền máy móc thiết bị như thế nào. Thì thực ra cái phần liên quan tới vấn đề sản xuất này thì nó có một cái môn học mà chúng ta cũng đã được học, đó là gì, môn về quản trị sản xuất đó. Thì trong quản trị sản xuất này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em về các cái hoạt động chính, chẳng hạn như là thiết kế sản phẩm. Thì nôm na là gì, thiết kế sản phẩm có nghĩa là gì, đáp ứng mong muốn về đặc tính chất này của sản phẩm đối với nhu cầu của khách hàng. Rồi cái thứ hai là lập lịch trình sản xuất, thì nôm na là gì, chúng ta đã học rồi đúng không ạ.
Liên quan đến vấn đề lịch trình sản xuất thì chúng ta sẽ gì tính toán cái thời gian sản xuất sao cho phù hợp nhất để có thể đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng. Rồi liên quan đến vấn đề là quản lý dây chuyền máy móc trang thiết bị công nhân, đúng không ạ? Thì trong môn quản trị sản xuất thì chúng ta cũng đã được tiếp xúc. Thì thực ra quản trị sản xuất là một phần trong cái quản trị chuỗi cung ứng, dẫn đến là thực ra để mà có thể trở thành một nhà quản trị chuỗi cung ứng thì dẫn đến là các em phải cần có rất là nhiều kiến thức liên quan. Thì hiện nay thì cái môn học này thì cũng chỉ là một môn học trong chương trình đào tạo quản trị kinh doanh tổng hợp. Do đó thì để mà có thể vận dụng cũng như là để có thể nâng cao kiến thức thì tốt nhất là chúng ta hiện nay thì nó có những cái chương trình đào tạo ngắn hạn ở dưới thành phố Hồ Chí Minh do các cái viện logistics hay là viện supply chain người ta thiết kế. Thì nếu mà chúng ta quan tâm sau này chẳng hạn như là trong lĩnh vực sau khi chúng ta ra trường mà chúng ta muốn làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng thì chúng ta nên tham gia các cái khóa học đó. Thì trong các khóa học đó thì người ta sẽ dạy cho các em một cách cụ thể hơn, chẳng hạn như là tôi thấy rằng là họ sẽ có chẳng hạn như là họ sẽ dạy cái chứng chỉ quản trị chuỗi cung ứng theo mô hình SCORE. Đó là do tại sao mà trong 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 cái môn học này trước đây thì mình học thì nó mang tính chất hơi chung. Khi mà mình thiết kế cái chương trình này thì mình thấy rằng là hiện nay thì cái SCORE này không chỉ là gì được ứng dụng trong thực tế rất là nhiều ở các cái tập đoàn, các cái công ty, mà hiện nay thì các cái dẫn đến là gì, hiện nay thì có rất là nhiều viện người ta đang đào tạo các cái học viên các cái chương trình, các cái chứng chỉ ngắn hạn liên quan tới cái mô hình SCORE này. Thì liên quan tới cái mô hình SCORE này thì người ta cũng giới thiệu cho các em bốn cái hoạt động chính của mô hình SCORE này, đó là gì, cách lập kế hoạch này, hay còn gọi là hoạch định này. rồi liên quan đến vấn đề là hoạt động thu mua như thế nào này, rồi liên quan đến vấn đề sản xuất như thế nào này, liên quan đến vấn đề phân phối như thế nào. Thì tôi thấy rằng là hiện nay ở các cái viện người ta đã đào tạo. Còn ở trong môn học này thì mình cũng dựa trên cái mô hình này để cung cấp cho các em các kiến thức cơ bản. Thì đó lý do tại sao mà mình nói rồi, cái chương 2 và chương 3 của cái môn học này thì mình sẽ tập trung giới thiệu cho các em các cái mô hình SCORE này. Trong đó thì chương 2 thì bữa nay chúng ta sẽ làm liên quan đến hai cái hoạt động, đó là hoạch định và thu mua. Và chúng ta sẽ làm trong vòng 3 buổi, nếu mà kỹ hơn thì chúng ta sẽ làm trong vòng 4 buổi. Mỗi buổi mình sẽ giới thiệu cho các em một cái hoạt động trong cái mô hình SCORE này là hoạch định. Và buổi sau thì chúng ta có thể là liên quan đến vấn đề thu mua, buổi sau nữa thì chúng ta liên quan đến vấn đề sản xuất, và buổi sau nữa thì chúng ta liên quan đến vấn đề phân phối. Sau khi mà chúng ta tiếp cận kiến thức xong thì mình nói rồi, cái thực hành của môn này thì tập trung vào mô hình SCORE này. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chẳng hạn liên quan đến vấn đề hoạch định, chẳng hạn dự báo nhu cầu thì chúng ta cần phải làm như thế nào, định giá sản phẩm thì chúng ta cũng cần phải làm như thế nào, và quản lý tồn kho thì chúng ta cũng cần phải như thế nào. Tại vì các cái kiến thức này, lý thuyết này thì chúng ta đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi. Trong quản trị sản xuất thì cũng có cái bước gọi là gì, lập kế hoạch, tại vì nó cũng giống, rất là giống nhau, đúng không ạ? Chúng ta cũng dự báo về nhu cầu, chúng ta cũng định giá sản phẩm, chúng ta cũng quản lý tồn kho rồi. Do đó thì ở đây mình không có đi vào lý thuyết sâu nữa, mà mình chỉ giới thiệu sơ, và đồng thời là chúng ta sẽ sử dụng Excel để mà chúng ta chẳng hạn dự báo về nhu cầu. Thì hiện nay có rất là nhiều phương pháp, đúng không? Phương pháp định tính, phương pháp định lượng, thì tất nhiên rồi, sử dụng Excel thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp định lượng. Phương pháp định lượng thì cũng có rất là nhiều phương pháp, thì hiện nay tôi sử dụng cái phương pháp chẳng hạn như là phổ biến nhất là phương pháp time series. Ngoài cái phương pháp time series thì nếu mà chúng ta quan tâm thêm thì năm sau thì chúng ta sẽ tốt nhất chúng ta nên đăng ký thêm một môn, đó là dự báo trong kinh doanh. Thì trong dự báo trong kinh doanh này thì thầy Ân là người phụ trách, và thầy sẽ cung cấp cho các em rất là nhiều mô hình dự báo. Còn ở môn học này thì tôi chỉ cung cấp cho các em những cái mô hình cơ bản nhất thôi. Thực ra nó cơ bản nhất, nhưng mà hiện nay trong vấn đề dự báo thì người ta sử dụng tương đối là phổ biến nhất. Tại vì những cái mô hình dự báo khác thì tôi thấy nó khá phức tạp trong vấn đề ứng dụng trong thực tế. Còn cái mô hình này tuy nhiên mặc dù nó không chính xác lắm nhưng mà nó khá là đơn giản. Do đó thực tế thì trong thực tế thì thời xưa tôi đi làm thì khi mà dự báo về nhu cầu chẳng hạn như là về container thì người ta vẫn yêu cầu là sử dụng các cái Excel để mà người ta dự báo thôi. Tại vì cái vấn đề là dự báo thì nó cũng mang tính chất là gì, tương đối, không phải chính xác. Do đó thì vấn đề là và để mà dễ có thể vận dụng thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng những cái mô hình đơn giản.
Về cái thứ ba, cái hoạt động thứ tư liên quan tới vấn đề là hoạt động chuỗi cung ứng theo mô hình SCORE mà mình muốn giới thiệu cho các em, đó là liên quan tới cái vấn đề là phân phối. Đây, phân phối. Thì sau khi mà chúng ta trải qua các cái quá trình liên quan tới vấn đề hoạch định này, thu mua này, sản xuất, và một cái hoạt động thứ tư của mô hình SCORE thì nó cũng rất là quan trọng, đó là cái quá trình phân phối sản phẩm. Phân phối sản phẩm nôm na là gì? Là đưa sản phẩm này đến, nôm na chúng ta hiểu là gì, đến tay người tiêu dùng. Thì các cái hoạt động trong phân phối chúng ta cần nắm thì bao gồm, thứ nhất đó là gì, quản lý đơn hàng, thứ hai đó là gì, lập lịch biểu giao hàng. Ngoài ra thì nó còn có, trong cái phân phối này thì nó còn có một cái hoạt động nữa, đó là gì, quy trình trả hàng. Nôm na là gì, liên quan tới cái hoạt động phân phối thì chúng ta còn các cái hoạt động thực thi hàng ngày chúng ta cần phải nắm, đó là gì, thứ nhất là gì, quản lý đơn hàng. Thì quản lý đơn hàng nôm na là gì, quản lý đơn hàng của khách hàng về là số lượng này, về thời gian này, về địa điểm này mà khách hàng cần. Rồi cái vấn đề là lập lịch biểu giao hàng. Thì nôm na chúng ta hiểu là lập lịch giao hàng thì khi mà chúng ta lập lịch giao hàng thì chúng ta phải lập sao cho nó thuận tiện nhất có thể, đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo đúng cái thời gian quy định trong hợp đồng đó, đúng không ạ? Rồi một cái nữa mà trong vấn đề hoạt động phân phối mà chúng ta cần nắm, đó là gì, thu mua. Cái quy trình trả hàng thì đối với những cái sản phẩm chẳng hạn như là bị hư hỏng này thì chúng ta phải biết rằng là gì, công ty phải bố trí để chuyên chở những cái loại hàng hóa đó về để tiến hành sửa chữa hoặc là tiêu hủy nếu cần. Thì đó là cái hoạt động liên quan đến vấn đề phân phối. Nói tóm lại, cái mô hình SCORE này được gọi là cái mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng đơn giản, thì nó gồm có bốn cái hoạt động, gọi là bốn cái yếu tố được xác định, đó gì, lập kế hoạch hay còn gọi là hoạch định, cái thứ hai là thu mua, hay là chúng ta đọc trong một số cái tài liệu chúng ta thấy là người ta sử dụng cái thuật ngữ là tìm nguồn cung ứng, nôm na là gì, mua nguyên vật liệu đầu vào, đúng không ạ? Thứ ba đó là cái quy trình liên quan đến vấn đề sản xuất, và thứ tư liên quan đến vấn đề phân phối. Thì mình nói rồi, cái để mà có thể hình thành cái này thì chúng ta cần phải lưu ý như thế này, thì để giúp cho các em có thể hiểu và dễ dàng hình hình dung và tránh nhầm lẫn giữa năm thành phần quyết định năng lực chuỗi cung ứng, hay còn gọi là gì, năm lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng, đó là sản xuất này, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin, và bốn cái quy trình trong việc nhận diện hoạt động của chuỗi cung ứng, đơn giản mô hình SCORE mà chúng ta tôi vừa hướng dẫn cho các em á, đó là gì, hoạch định này, thu mua này, sản xuất và phân phối. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, năm cái thành phần quyết định năng lực chuỗi cung ứng bao gồm, đó là gì, sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Thì năm cái thành phần này nó sẽ là các cái tham số thiết kế nhằm xác định cái mô hình và năng lực của chuỗi cung ứng. Và từ cái phạm vi ảnh hưởng của năm thành phần này thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì, chuỗi cung ứng thực hiện nhiệm vụ của mình bằng các cái hoạt động thường nhật, và các cái hoạt động thường nhật của chuỗi cung ứng thì được thực hiện thông qua bốn cái quy trình cơ bản, đó là hoạch định này, thu mua này, sản xuất, phân phối, và đây còn gọi là mô hình tham chiếu hoạt động của chuỗi cung ứng đơn giản hóa, hay còn được gọi là mô hình SCORE. Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, nó có hai vấn đề nhớ nha, chúng ta cần phải phân biệt được đó là gì, năm thành phần quyết định năng lực chuỗi cung ứng và bốn quy trình của hoạt động của chuỗi cung ứng. Năm hoạt động, năm thành phần quyết định năng lực của chuỗi cung ứng đó gồm gì, người ta coi như là gì, các cái tham số thiết kế để mà người ta thiết kế ra các cái hoạt động thường nhật của chuỗi cung ứng. Và mô hình SCORE này thì người ta dựa trên năm cái tham số này và người ta thiết kế ra mô hình SCORE này. Mô hình SCORE này thì nó gồm có bốn cái quy trình, đó là hoạch định, thu mua, sản xuất và phân phối. Nhớ nhé, trong khi thi, nếu mà thi tập trung mà tôi có hỏi các em về cái về trắc nghiệm thì chúng ta cũng phải nắm được làm, chứ không phải là thầy nói rằng là hoạt động chuỗi cung ứng gồm có 5 lĩnh vực chính, đó là gì, sản xuất, tồn kho, địa điểm và thông số rồi, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải coi nó là gì, là cái tham số thiết kế để mà chúng ta dựa vào đó thiết kế ra các cái mô hình. Và các cái mô hình này thì nôm na chúng ta phải hiểu lại là gì, nó
sẽ được thực thực hiện các cái công việc thông qua các cái hoạt động thực thi hàng ngày. Có nghĩa rằng là gì, chúng ta làm dựa trên cả năm cái tham số này để chúng ta thiết kế. Nhớ này, chúng ta cần phải phân biệt cái vấn đề ở đây. Rồi, ở cái chương 2 này thì mình sẽ trình bày cho các em liên quan tới vấn đề là hoạch định và thu mua, hoạt động, đúng rồi, hoạch định và thu mua ở cái chương 2 này. Thì hoạch định chuỗi cung ứng là gì? Chẳng hạn như là trong các em lưu ý ngay, bây giờ mình bắt đầu trình bày cái mô hình SCORE. Mô hình SCORE này thì lúc nãy mình giới thiệu sơ qua cho các em, thì chúng nó có bốn quy trình, đó là hoạch định hay còn gọi là lập kế hoạch, cái thứ hai liên quan đến vấn đề thu mua, cái thứ ba liên quan đến vấn đề sản xuất, và cái thứ tư liên quan đến vấn đề phân phối. Thì ở chương 2 này thì mình sẽ trình bày cái hoạt động chuỗi cung ứng, hoạch định và thu mua. Thì có thể là chúng ta trong ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày cho các em về cái vấn đề hoạch định, thu mua, sản xuất và phân phối, thì chúng ta sẽ làm việc vào hai buổi tiếp theo vào tuần sau. Tại vì vấn đề hoạch định thì nó hơi nhiều một tí. Thì trước hết chúng ta nói về hoạch định thì chúng ta cần phải hiểu hoạch định chuỗi cung ứng là gì. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được rằng là gì, hoạch định chuỗi cung ứng được hiểu là quy trình giúp cho các cái công ty cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn này, rồi đáp ứng cái mức tồn kho thấp hơn này, và rút ngắn cái thời gian đáp ứng cho khách hàng, rồi ổn định tỷ lệ sản xuất và cung cấp cho các cái nhà quản lý cấp cao cách vận hành kinh doanh. Thì nôm na là gì? Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, làm cái gì chúng ta phải có gì, phải có một cái kế hoạch, đúng không ạ? Kế hoạch là gì? Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, là các cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Thì cái việc lập kế hoạch cho chuỗi cung ứng này, mục tiêu đề ra làm cái gì, mục tiêu đề ra của nó là gì? Thứ nhất là cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, có nghĩa là nâng cao cái dịch vụ khách hàng. Cái thứ hai là gì, liên quan đến vấn đề hoạch định chuỗi cung ứng thì trong cái vấn đề là năm lĩnh vực chính của chuỗi cung ứng nó có vấn đề là gì, tồn kho. Thì cái việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng này nôm na thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ gì, giảm được mức tồn kho thấp nhất. Từ cái mức tồn kho thấp nhất này thì chúng ta có thể thì giảm các cái chi phí liên quan đến vấn đề là quản lý tồn kho. Rồi một cái đặc điểm hiện nay mà chúng ta thấy rằng là trong cái nền kinh tế thị trường rất là cạnh tranh khốc liệt, thì một trong những cái yếu tố có thể gì, nâng cao dịch vụ khách hàng, đó là gì, chúng ta phải làm như thế nào để mà gì, rút ngắn cái thời gian đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Dẫn đến là việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng này rất là quan trọng, nó liên quan đến vấn đề là gì, lĩnh vực là gì, vận chuyển, đúng không ạ? Làm thế nào để gì, hàng hóa giao cho khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và gì, an toàn. Cái thứ ba thì nôm na chúng ta liên quan đến vấn đề là gì, việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng này là gì, nhằm đáp ứng cái ổn định tỷ lệ sản xuất, đúng không ạ? Chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề là nguồn nguyên vật liệu, liên quan đến vấn đề là lịch trình sản xuất, thì cái việc lập kế hoạch này cũng rất là quan trọng trong vấn đề là gì, đáp ứng cái nhu cầu cho khách hàng và gì, ổn định cái tỷ lệ sản xuất. Đồng thời nó cung cấp cho các cái nhà quản lý cấp cao cái cách vận hành của kinh doanh. Có nghĩa rằng là làm gì thì làm thì anh phải có kế hoạch, mà để có thể kế hoạch đó thực hiện thì chúng ta tốt thì chúng ta cần phải lập kế hoạch. Có nghĩa là nôm na là những bước mà chúng ta thực hiện trong cái hoạt động chuỗi cung ứng. Trong hoạt động chuỗi cung ứng, trong hoạt động của chuỗi cung ứng lúc nãy mình giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch thì nó gồm có 3 vấn đề. Đâu, chúng ta quay lại cái slide, đúng không? Thứ nhất là gì? Dự báo về nhu cầu. Thì cái hoạt động đầu tiên trong công tác hoạch định chuỗi cung ứng là dự báo nhu cầu. Đây. Thì câu hỏi đầu tiên, thực ra thì câu hỏi đầu tiên là mình đưa lên slide luôn. Đó là gì? Tại sao việc dự báo là cần thiết cho công ty hoạch định chuỗi cung ứng? Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu rằng là gì, đối với bất cứ cái tổ chức kinh doanh nào thì việc dự báo là vô cùng cần thiết, đúng không ạ? Dự báo nhằm mục đích là cái gì, nhằm ước lượng
ước tính về cái nhu cầu tương lai và là cơ sở cho hoạch định đưa ra các cái quyết định cho hoạt động khác, đúng không ạ? Mục tiêu là tối thiểu hóa sai lệch giữa nhu cầu thực tế và dự báo. Do đó chúng ta thấy rằng là gì, lúc nãy mình cũng trình bày cho các em rồi, bắt đầu của một chuỗi cung ứng là từ khách hàng. Khi mà khách hàng họ có nhu cầu thì họ mới ra quyết định gì, mua hàng. Thì nôm na là gì, để mà mua hàng thì phải có hàng hóa. Do đó thì vấn đề là để có hàng hóa thì chúng ta cần phải sản xuất. Do đó chúng ta thấy rằng là gì, một số loại mặt hàng thì chúng ta phải sản xuất trước khi mà người tiêu dùng có nhu cầu, để khi mà họ có nhu cầu thì chúng ta có thể gì, đáp ứng một cách kịp thời. Mà vấn đề là để có thể sản xuất tránh cái trường hợp dư thừa hoặc là thiếu thì chúng ta cần phải có một cái khái niệm là gì, phải dự báo được cái nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là gì, bao giờ cái bước đầu tiên trong vấn đề lập kế hoạch chuỗi cung ứng là gì, phải dự báo nhu cầu. Mục đích là gì, nhằm ước tính về cái nhu cầu tương lai, và từ đó chúng ta có cơ sở cho hoạch định đưa ra các quyết định cho hoạt động khác, chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề sản xuất, liên quan đến vấn đề thu mua, liên quan đến vấn đề phân phối. Và mục tiêu của dự báo là gì, tối thiểu hóa sai lệch giữa nhu cầu thực tế và dự báo. Thì thực hiện dự báo chính xác thì hôm nay chúng ta cũng đã trong cái môn quản trị sản xuất thì thầy cũng nói rồi, nếu mà chúng ta dự báo một cách chính xác thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái mức tồn kho, rồi giảm càng giữ giảm cái nôm na là gì, sự thiếu hàng hóa, rồi từ đó chúng ta sẽ có được cái kế hoạch gì sản xuất đều đặn, đồng thời là gì, chúng ta sẽ giảm được các cái chi phí liên quan và cải thiện dịch vụ khách hàng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thực hiện dự báo chính xác. Về dự báo thì cái thứ hai, chẳng hạn như là ở đây thì mình có lấy một cái ví dụ là trong một cái khảo sát gần đây của Gatefond, thì 49% các nhà quản lý sản xuất được phỏng vấn cảm thấy là gì, cần phải cải thiện hệ thống dự báo nhu cầu sản xuất để đạt được cái mục tiêu doanh thu đã đặt ra. Thì hôm nay chúng ta thể hiểu là gì, dự báo là cái báo trước cái khả năng sẽ xảy ra cho kỳ tương lai, bằng một cái số liệu thống kê cụ thể, hay là bằng hôm nay chúng ta gọi là phương pháp định lượng đó, hay là bằng một cái viễn cảnh được mô tả bằng lời văn, hoặc là một cách mô tả nào khác trên cái cơ sở phân tích đánh giá thực trạng của hiện tượng nghiên cứu trong quá trình và hiện tại. Hôm nay là phương pháp định tính đó, đúng không ạ? Thì ở đây khi mà trong vấn đề thực hành thì chúng ta sẽ có một cái phần liên quan tới vấn đề là dự báo. Thì mình nói rồi là chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp định lượng và một cái phương pháp mà hiện nay người ta hay áp dụng đó là time series, có nghĩa là chuỗi thời gian, có nghĩa là người ta sẽ sử dụng các cái số liệu về kết quả kinh doanh, về nhu cầu của khách hàng ở quá khứ để mà gì, người ta dự báo cho tương lai. Thì ở trong cái phần thực hành thì mình sẽ cung cấp cho các em về phần này. Rồi liên quan đến cái dự báo, dự báo trong quản trị chuỗi cung ứng thì mục đích là nhằm, thứ nhất đó là gì, xác định số lượng sản phẩm yêu cầu. Cái thứ hai đó là gì, cần phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm. Cái thứ ba là khi nào cần sản xuất, khi nào thì sản phẩm này cần. Thì hôm nay chúng ta hiểu là dự báo nhu cầu thì trở thành nền tảng cho kế hoạch lập sản xuất nội bộ rồi hợp tác của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chúng ta cần lưu ý. Trong vấn đề là dự báo nhu cầu, thì có bốn cái biến chính để mà tiến hành dự báo mà chúng ta cần biết. Đó là thứ nhất là về nhu cầu. Nhu cầu thì hôm nay chúng ta hiểu là gì, nhu cầu tổng quan về thị trường cho sản phẩm. Cái biến thứ hai mà để chúng ta có thể tiến hành dự báo là liên quan đến vấn đề cung ứng, có nghĩa là tổng số sản phẩm có sẵn, đúng không ạ? Chúng ta phải dựa vào cái vấn đề cung ứng, dựa vào cái số liệu về tổng số sản phẩm có sẵn. Cái thứ ba, cái đặt liên quan đến vấn đề là bốn cái biến chính để mà tiến hành dự báo, đó là gì, đặc tính về sản phẩm, và cái thứ tư đó là liên quan đến vấn đề là gì, môi trường cạnh tranh. Đây là bốn cái biến chính để mà chúng ta tiến hành dự báo, đó là về nhu cầu này, về cung ứng này, về đặc tính sản phẩm này, về môi trường cạnh tranh. Về nhu cầu liên quan đến
nhu cầu của thị trường, của nhóm sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp, thì chúng ta cần phải nắm được các cái vấn đề liên quan đến vấn đề nhu cầu, chẳng hạn như là thị trường đang tăng trưởng hay suy thoái, và theo tỷ lệ năm năm hay là quý, chẳng hạn như là liên quan đến cái sản phẩm đó, thì chúng ta cần phải xác định được rằng là gì. Ở đây mình nhắc lại thôi, chúng ta đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, là coi như là gì, thị trường về cái sản phẩm đó đang tăng trưởng hay suy thoái. Cái thứ hai đó là gì, thị trường đang bão hòa hay nhu cầu ổn định, có nghĩa là thị trường liên quan đến sản phẩm đó đang bão hòa hay là gì, nhu cầu ổn định, đúng không ạ? Rồi cái thứ ba mà chúng ta cần phải xác định liên quan đến vấn đề nhu cầu đó là gì, sản phẩm có nhu cầu theo mùa hay không, đúng không ạ? Rồi cái thứ tư mà khi mà chúng ta dự báo liên quan đến vấn đề nhu cầu thì chúng ta cần phải xác định là gì, thị trường đang giai đoạn phát triển, có nghĩa là những cái sản phẩm vừa mới giới thiệu đến khách hàng nên không có nhiều dữ liệu quá khứ, thì khi mà chúng ta dự báo liên quan đến vấn đề là nhu cầu, bốn biến chính thì nhu cầu, thì chúng ta cần phải xác định bốn cái vấn đề. Thứ nhất là gì, nhu cầu về sản phẩm đó là tăng trưởng hay suy thoái, đang bão hòa hay là ổn định, rồi sản phẩm đó có nhu cầu theo mùa hay không, đúng không ạ? Rồi cái sản phẩm đó là mới được giới thiệu ra ra thị trường hay không, hay là nó đang ở giai đoạn nào rồi, đúng không ạ? Rồi liên quan đến vấn đề là cung ứng, để có thể mà có thể dự báo nhu cầu một cách chính xác, thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề cung ứng. Thì cung ứng được xác định thông qua số lượng nhà sản xuất này, và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó. Khi mà có nhiều sản có nhiều nhà sản sản xuất sản phẩm hay thời gian sản xuất ngắn thì khả năng dự báo của biến này càng lớn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta học ở trong môn quản trị sản xuất thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em về vấn đề là cái biến liên quan đến vấn đề cung ứng, thì chúng ta cần phải xác định, thứ nhất là gì, xác định qua cái số lượng nhà sản xuất và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó. Rồi khi mà có ít nhà cung cấp, đúng không ạ, hay là thời gian sản xuất dài, thì khả năng tiềm ẩn về sự không chắc chắn lớn, chẳng hạn như là ít nhà cung cấp mà thời gian sản xuất dài thì dẫn đến là sự không chắc chắn liên quan đến cái con nôm na, chúng ta hiểu rằng là gì, cái độ chính xác về vấn đề dự báo đó sẽ không có chính xác. Rồi cái thứ ba mà chúng ta cần quan tâm liên quan đến vấn đề là dự báo ở cái cung ứng đó là gì, thời gian sản xuất, thời gian mà sản xuất sản phẩm và thời gian yêu cầu của một sản phẩm càng dài thì dự báo nên được thực hiện. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề là thời gian sản xuất sản phẩm dài thì chúng ta nên thực hiện cái dự báo này. Và một cái thứ tư liên quan đến vấn đề cung ứng đó là gì, chúng ta phải dự báo chuỗi cung ứng phải bao quát được tại một thời điểm nào đó có sự liên quan, liên kết thời gian thực hiện của tất cả các thành phần để tạo nên thành phẩm, thì đó là liên quan đến vấn đề cung ứng. Liên quan đến vấn đề là dự báo nhu cầu thì một cái biến chính nữa mà chúng ta có thể áp dụng để tiến hành dự báo đó là gì, đặc tính sản phẩm. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu được rằng là gì, đặc tính sản phẩm thì bao gồm những cái đặc điểm của một sản phẩm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng. Và dự báo sản phẩm bão hòa thì có thể bao quát trong khoảng thời gian dài hơn là dự báo những sản phẩm phát triển nhanh chóng. Nôm na chúng ta hiểu rằng là vì những cái sản phẩm nó đã bão hòa rồi thì chúng ta có thể bao quát trong thời gian dài hơn, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thực hành, khi mà liên quan đến cái sản phẩm bão hòa thì chúng ta sẽ có dữ liệu quá khứ nó dài hơn so với vấn đề là dự báo những sản phẩm phát triển nhanh chóng. Và một cái điều quan trọng cần biết là một sản phẩm có hay không có nhu cầu thay thế sản phẩm khác, thì chúng ta cần phải xác định là sản phẩm này được sử dụng để thay thế sản phẩm khác hay không. Thì đây là những cái đặc tính về sản phẩm mà chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi mà chúng ta tiến hành cái sự dự báo. Và liên quan tới vấn đề thứ tư, một cái biến thứ tư mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà chúng ta tiến hành dự báo đó là gì, môi trường cạnh tranh. Thì môi trường cạnh tranh này nó liên quan đến những cái hoạt động của công ty và của đối thủ cạnh tranh của công ty đó, chẳng hạn như là thị phần của công ty này, thì thị phần của đối thủ cạnh tranh này, rồi những cái cuộc chiến tranh về giá và những cái hoạt động khuyến mãi ảnh hưởng đến cái thị phần như thế nào. Rồi nôm na chúng ta thể hiểu là dự báo thì phải đồng thời giải thích được những cái hành động về khuyến mãi và cuộc chiến tranh về giá mà đối thủ cạnh tranh sẽ phát động. Thì thực ra thì hôm nay chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta tiến hành dự báo thì chúng ta cần phải quan tâm đến bốn cái vấn đề trước khi mà chúng ta tiến hành dự báo, đó là gì, nhu cầu này, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xác định được rằng là gì, nhu cầu
tổng tổng quan thị trường cho cái sản phẩm mà chúng ta cần dự báo, có nghĩa rằng là thị trường đang tăng trưởng hay suy thoái này, đang bão hòa hay là ổn định này, hoặc là gì sản phẩm đó có nhu cầu theo mùa hay không này, hoặc là gì sản phẩm đó đang trong cái giai đoạn phát triển hay còn gọi là gì vừa mới giới thiệu đến khách hàng, nên chúng ta cũng cần phải lưu ý quan tâm. Rồi cái thứ hai là khi mà chúng ta tiến hành dự báo thì có một cái đặc điểm là gì, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề cung ứng. Cung ứng có nghĩa là gì, chúng ta cần phải xác định các cái thông số về số lượng nhà sản xuất và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó, thì để mà chúng ta khi mà chúng ta xác định được cái vấn đề là gì, số lượng nhà sản xuất và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ có những cái bước hoặc những cái biện pháp để mà tiến hành dự báo sao cho nó chính xác. Cái thứ ba mà liên quan đến vấn đề là trước khi tiến hành dự báo chúng ta cần phải quan tâm đó là gì, đặc tính của sản phẩm. Thì đặc tính của sản phẩm thì bao gồm những cái đặc điểm của sản phẩm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng. Thực ra thì trong thực tế chúng ta thấy rằng là gì, để có thể tiến hành dự báo thì các cái tập đoàn, các cái công ty lớn thì người ta sẽ có một cái bộ phận gọi là nghiên cứu phát triển thị trường, một bộ phận cái bộ phận này thì người ta sẽ tiến hành khảo sát dựa trên bốn cái biến chính này để tiến hành gì, dự báo về nhu cầu, về cung ứng, về đặc tính sản phẩm. Và một trong những cái biến nữa mà mình vừa nhắc qua đó là gì, môi trường cạnh tranh. Thì các em lưu ý rằng là gì, nói tóm lại để mà tiến hành dự báo thì cái người dự báo, cái nhân viên dự báo cần phải nắm được bốn cái biến chính. Thứ nhất là về nhu cầu này, của sản phẩm đó, tổng quan về nhu cầu thị trường về cái sản phẩm đó. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề là cung ứng này. Cung ứng thì chúng ta cần phải xác định cái thông số, thông qua cái số lượng nhà sản xuất và thời gian sản xuất ra sản phẩm đó. Rồi chúng ta cần phải nắm được cái đặc tính của sản phẩm này. Thì đặc tính của sản phẩm thì bao gồm những cái đặc điểm của một sản phẩm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng. Và cái thứ tư mà chúng ta cần quan tâm đó là gì, là môi trường cạnh tranh. Môi trường cạnh tranh thì nó liên quan đến những cái hoạt động của công ty và của đối thủ cạnh tranh của công ty đó, chẳng hạn như là về thị phần của công ty này, về thị phần của đối thủ cạnh tranh này, v.v. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được rằng là gì, liên quan, mình nhắc lại một lần nữa, dự báo về nhu cầu thì chúng ta cần phải dự báo thì chúng ta cần phải xác định, thứ nhất là gì, xác định được số lượng sản phẩm yêu cầu này, thứ hai là cần phải xác sản xuất bao nhiêu sản phẩm này, rồi khi nào cần sản xuất sản phẩm. Đó là những cái vấn đề dự báo mà chúng ta cần quan tâm. Và khi dự báo thì chúng ta cần phải tìm hiểu bốn cái biến chính để tiến hành dự báo, là về nhu cầu này, cung ứng này, đặc tính sản phẩm, môi trường cạnh tranh. Được chưa? Rồi về vấn đề là mục tiêu của dự báo thì chúng ta cần phải nắm. Về mục tiêu của dự báo thì nó gồm có hai loại, đó là gì, dự báo chiến lược và dự báo chiến thuật. Dự báo chiến lược thì mục đích là gì, khi lâu dài rồi dự báo nhu cầu cho cả một nhóm sản phẩm. Còn vấn đề là dự báo chiến lược thì nôm na thì chúng ta sẽ dự báo trong một khoảng thời gian ngắn, và chủ yếu là các cái sản phẩm nhỏ lẻ, một sản phẩm, hai sản phẩm. Chúng ta cần lưu ý mục tiêu của dự báo thì chúng ta cần phải xác định là mục tiêu chiến lược hay là chiến thuật, để mà từ đó chúng ta có những cái phương pháp hay những cái biện pháp, công cụ để mà chúng ta tiến hành dự báo sao cho chính xác. Thì ở đây nói tóm lại là về mục tiêu của dự báo thì gồm có hai mục tiêu, là dự báo về chiến lược và dự báo về chiến thuật. Dự báo về chiến lược thì chúng ta nắm là gì, đối với những cái dự báo về lâu dài, về dự báo về nhu cầu cho cả một nhóm sản phẩm. Còn dự báo chiến thuật thì có nghĩa là gì, cái thời gian dự báo sẽ ngắn và chủ yếu chúng ta tập trung vào một sản phẩm. Cái thứ liên quan đến cái dự báo nhu cầu thì ở đây mình trình bày cho các em các cái phương pháp dự báo. Thì thực ra thì ở đây thì mình cũng giới thiệu sơ thôi, tại vì dù gì chúng ta cũng đã được học ở cái môn quản trị sản xuất rồi, chúng ta nắm. Thì cái phương pháp dự báo thì hiện nay có bốn cái phương pháp cơ bản được sử dụng để tiến hành dự báo. Thứ nhất là định tính, có nghĩa là phẩm theo quan điểm của một cá nhân. Thứ hai là về nhân quả. Về nhân quả thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì, giả sử rằng nhu cầu liên quan mạnh đến các cái yếu tố thị trường, thì rồi cái thứ ba là chuỗi thời gian. Thì dựa vào các cái mô hình dữ liệu ở quá khứ, đối với cái phương pháp chuỗi thời gian. Và một cái phương pháp thứ tư đó là phương pháp mô phỏng. Thì phương pháp mô phỏng này hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì, nó kết hợp giữa hai phương pháp nhân quả và phương pháp chuỗi thời gian. Về phương pháp định tính,
Về phương pháp định tính thì mình cũng trình bày sơ qua cho các em một tí, đó là phương pháp định tính thì nó dựa vào trực giác này, khả năng quan sát hay ý kiến chủ quan về thị trường. Phương pháp này thì sử dụng thích hợp khi có rất ít dữ liệu quá khứ để tiến hành dự báo. Lúc nãy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tiến hành dự báo thì chúng ta phải quan tâm đến bốn cái biến chính, đó là về nhu cầu này, rồi về cung ứng này, về đặc tính sản phẩm này, về môi trường cạnh tranh. Thì trong vấn đề nhu cầu thì lúc nãy mình có giới thiệu cho các em một cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề là, tất nhiên rồi, nhu cầu ở đây là gì? Thị trường, tổng nhu cầu của thị trường, của nhóm sản phẩm hay dịch vụ. Thì sản phẩm đó tăng trưởng hay suy thoái thì nó sẽ có một cái khái niệm lúc nãy mình trình bày cho các em trong vấn đề là nhu cầu đó là gì? Là chẳng hạn như là thì sản phẩm đó đang trong giai đoạn phát triển. Nếu mà nó đang trong giai đoạn phát triển mới giới thiệu đến khách hàng thì điều đó có nghĩa rằng là gì, không có nhiều dữ liệu quá khứ về nhu cầu khách hàng nên rất khó khăn khi dự báo. Thì khi mà đối với cái sản phẩm mà thị trường đang trong giai đoạn phát triển, có nghĩa là mới giới thiệu cho khách hàng á, thì lúc này thì người ta sẽ không có áp dụng cái phương pháp gọi là chuỗi thời gian, tại vì vấn đề là chuỗi thời gian hay mô phỏng, tại vì vấn đề là chuỗi thời gian thì người ta phải dựa vào các cái mô hình dữ liệu quá khứ, có nghĩa rằng là người ta phải sử dụng các cái dữ liệu ở quá khứ càng lâu càng tốt, chẳng hạn như là 3 năm trở về trước, 5 năm trở về trước, 10 năm trở về trước thì người ta mới có thể dự báo chính xác. Còn đối với vấn đề là một cái sản phẩm mới ra đời thì mới năm nay nó mới ra đời thì làm gì mà năm ngoái chúng ta có dữ liệu về nó, đúng không ạ? Dẫn đến là gì, người ta cũng phải tiến hành dự báo, nhưng lúc này thì người ta không áp dụng phương pháp định lượng là chuỗi thời gian mà người ta sẽ áp dụng phương pháp định tính. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là về phương pháp định tính thì nó dựa vào trực giác này, khả năng quan sát này, hay ý kiến chủ quan về thị trường. Phương pháp này thì sử dụng thích hợp khi có rất ít dữ liệu quá khứ để tiến hành dự báo, đúng không ạ? Và khi có một dòng sản phẩm tung ra thị trường, công ty có thể dự báo dựa vào so sánh giữa các sản phẩm hay vị thế của sản phẩm mà công ty cho rằng có sự giống nhau giữa sản phẩm này với sản phẩm mà công ty sản xuất ra. Thì đây là cái phương pháp định tính. Còn liên quan đến cái phương pháp nhân quả thì mình cũng giải thích sơ cho các em một tí. Đó là gì? Được sử dụng với giả thiết là nhu cầu có liên quan mạnh đến yếu tố môi trường cạnh tranh hay các yếu tố của thị trường. Ví dụ như là gì? Nhu cầu vay vốn có liên quan mạnh đến cái tỷ lệ lãi suất, rồi vì thế nếu kỳ vọng lãi suất sẽ giảm vào thời gian tới, chúng ta có thể dự báo được nhu cầu vay vốn có mối liên hệ với lãi suất thông qua cái phương pháp nhân quả này. Thì đó là một cái ví dụ mà mình có thể lấy ra. Còn ở đây thì chúng ta trong thực hành thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp chuỗi thời gian. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, phương pháp chuỗi thời gian là một cái phương pháp mà sử dụng rất là phổ biến trong dự báo. Và phương pháp này nó có một đặc điểm là gì, nó sẽ sử dụng các cái giả thức dữ liệu ở quá khứ để làm cơ sở để mà dự báo nhu cầu trong tương lai. Thì đây là một cái phương pháp tốt khi dữ liệu ở quá khứ đáng tin cậy. Thì thực ra thì trong khuôn khổ của môn học này liên quan đến vấn đề thực hành, liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch, thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cái vấn đề là dự báo, các cái phương pháp dự báo bằng chuỗi thời gian. Thì ở đây thì chúng ta mình sẽ hướng dẫn cho các em các cái kỹ thuật toán học để mà dự báo cái nhu cầu, như là bình quân di động mà chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Hoặc là gì, làm trơn hàm số mũ được sử dụng để dự báo trong phương pháp chuỗi thời gian. Và hiện nay thì các cái kỹ thuật này thì mình nói rồi là nó đã được phát triển thành các cái phần mềm phổ biến. Tuy nhiên thì vấn đề là để mà sử dụng các cái phần mềm đó thì thông thường là chúng ta phải mua. Và đa số các cái công ty ở trong cái cuốn sách mà các em tài liệu mình đưa cho các em á, thì nó có một cái phần mềm gọi là ERP. Thì cái phần mềm này là một cái phần mềm được sử dụng trong vấn đề làm nó gọi là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, viết tắt bởi cụm từ là Enterprise Resource Planning. Thì nó miêu tả một cái hệ thống phần mềm. Và thực ra cái phần mềm này thì chúng ta chỉ có các cái công ty họ mới có được, tại vì họ phải mua, một số công ty thì người ta phải trả tiền rất là nhiều, lên tới vài triệu đô để mà mua cái phần mềm này. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các em thôi, thì trong tài liệu chúng ta đọc thêm thôi. Còn ở trong cái khuôn khổ trình bày thì mình sẽ trình bày
ngoài cái lý thuyết dựa trên cái vấn đề lập kế hoạch như thế nào, còn trong thực tế khi chúng ta đi làm á, thì cái vấn đề là lập kế hoạch này thì người ta sẽ sử dụng một cái phần mềm gọi là phần mềm ERP, gọi là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Và trong cái vấn đề quản trị chuỗi cung ứng thì người ta đang sử dụng rất là phổ biến. Nếu mà các em học ở cái môn hệ thống thông tin quản lý thì ít nhiều thì thầy cô cũng sẽ nhắc đến cái hệ thống ERP này. Đây là một cái hệ thống mà hiện nay các cái tập đoàn đa quốc gia người ta sử dụng trong vấn đề gì, lập kế hoạch hoạch định trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Nó là một cái sự kết hợp bởi rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến vấn đề sản xuất và hậu cần này, liên quan đến vấn đề là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp này, liên quan đến vấn đề tài chính tiếp thị, có nghĩa là gì, nó tổng hợp tất cả mọi thứ vào trong cái phần mềm này. Và trong phần mềm này thì trong vấn đề là lập kế hoạch thì nó cũng sẽ có một cái phần gọi rằng là các phần mềm dự báo liên quan đến nhu cầu. Tuy nhiên thì ở đây trong khuôn khổ học thì chúng ta không có được cái phần mềm đó, thì tôi chỉ sử dụng một cái phần mềm phổ biến và nói gì, hôm nay chúng ta hiểu là nó miễn phí và nó đơn giản, để chúng ta có một cái kỹ năng liên quan đến vấn đề là dự báo bằng phần mềm Excel mà thôi, nhớ nhé. Sau khi chúng ta xác định được cái nhu cầu xong, nói tóm lại ở cái dự báo về nhu cầu này, chúng ta cần nắm các cái vấn đề, chẳng hạn như là dự báo về nhu cầu trong quản trị sản xuất thì mục đích là gì, xác định số lượng sản phẩm nhu cầu, cái thứ hai là gì, cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm, cái thứ ba là khi nào cần sản xuất sản phẩm, thì cái vấn đề là dự báo về nhu cầu thì nó xác định ba vấn đề. Đó là gì, xác định số lượng sản phẩm yêu cầu, cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm, khi nào thì cần sản sản phẩm này. Thì nôm na thì trong cái phần thực hành thì tôi sẽ dựa trên cái dự báo trong vấn đề là xác định số lượng sản phẩm yêu cầu, cái thứ hai là cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm, và cái thứ ba là khi nào cần sản xuất sản phẩm, thì trong vấn đề thực hành cho chúng ta thực hành. Rồi khi mà dự báo nhu cầu thì chúng ta cần phải lưu ý bốn cái vấn đề, bốn cái biến chính để mà tiến hành dự báo một cách chính xác. Đó là vì chúng ta cần phải nắm nhu cầu, chẳng hạn như là tổng quan nhu cầu thị trường về sản phẩm đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải nắm về vấn đề là cung ứng, liên quan đến cái số lượng nhà máy cũng như là cái gì, thời gian sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba mà chúng ta cần nắm là liên quan đến gì, đặc tính của sản phẩm đó, đúng không ạ? Cái thứ tư, một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải nắm trước khi tiến hành dự báo là gì, chúng ta cần phải xác định cái môi trường cạnh tranh. Ở trong đây thì các cái slide này thì mình đã gửi ở trên hệ thống MMS rồi, do đó vấn đề là sau khi trình bày xong thì các em có thể tải về và chúng ta kết hợp cái slide cũng như là cái bài giảng buổi hôm nay, cũng như là tài liệu để chúng ta đọc hiểu, có phần nào không hiểu thì các em báo nghe. Về mục tiêu của dự báo, trong vấn đề nhu cầu này thì chúng ta cần phải xác định mục tiêu của dự báo, thì nó gồm có hai vấn đề, đó là dự báo chiến lược và dự báo chiến thuật. Dự báo chiến lược thì nôm na là gì, dự báo về lâu dài, và nôm na thì thông thường người ta sẽ tiến hành dự báo nhu cầu cho cả một nhóm sản phẩm. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là Coca-Cola đi, hoặc là Pepsi, thì hiện nay Coca-Cola người ta có rất là nhiều sản phẩm, hoặc là Vinamilk người ta có rất là nhiều sản phẩm. Thì khi mà dự báo chiến lược thì người ta sẽ dự báo nhu cầu cho tất cả các cái nhóm sản phẩm của họ, chẳng hạn như là sữa bột, rồi sữa nước, rồi các cái sản phẩm từ sữa như là Yaour, thì người ta sẽ sản xuất. Còn vấn đề là ngoài cái vấn đề dự báo chiến lược thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là dự báo chiến thuật. Dự báo chiến thuật này thì nôm na là gì, chúng ta sẽ dự báo trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như là nhu cầu thị trường cho sữa nước vào năm sau, đúng không ạ, một cái thời gian rất ngắn là bao nhiêu, rồi và thông thường thì nó sẽ tập trung vào những cái một hay hai sản phẩm mà thôi trong vấn đề dự báo, không phải là dự báo chiến thuật. Dự báo chiến thuật thì chẳng hạn như là nhu cầu thị trường về nhóm sản phẩm đó trong vòng 5 năm tới là bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta cần phải phân biệt đó là gì. Mục tiêu của dự báo thì gồm có hai phần, dự báo chiến lược và dự báo chiến thuật. Rồi về phương pháp dự báo thì lúc nãy mình cũng trình bày cho các em rồi, thì nó có bốn cái phương pháp mà hiện nay người ta đang áp dụng, đó là phương pháp định tính, phương pháp nhân quả, phương
phương pháp chuỗi thời gian và phương pháp mô phỏng, thì chúng ta cũng đọc trong tài liệu thêm để mà chúng ta nắm rõ hơn. Và trong thực hành thì mình nói rồi, chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề là phương pháp chuỗi thời gian để mà tôi hướng dẫn cho các em cái cách thức để mà chúng ta phương pháp chuỗi thời gian này thì người ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật toán học, chẳng hạn như là bình quân di động này, hoặc là làm trơn hàm số mũ, thì trong cái phần thực hành mình sẽ hướng dẫn cho các em. Thì ít nhất là chúng ta sẽ có liên quan tới vấn đề là thực hành dự báo thì chúng ta phải có 2 buổi, 2 đến 3 buổi để chúng ta mới có thể thực hành xong cái vấn đề và vấn đề dự báo này. Nói tóm lại, dự báo về nhu cầu thì cần xác định thứ nhất là gì? 4 biến chính, đúng không? Để tiến hành dự báo, chúng ta cần phải nắm được là 4 biến chính là liên quan đến vấn đề dự báo. Thứ hai là mục tiêu của dự báo, và thứ ba là gì? Phương pháp dự báo. Nhớ nha. Sau khi mà chúng ta nhu cầu dự báo được thực hiện, thì cái bước tiếp theo mà trong cái vấn đề là lập kế hoạch này, thì chúng ta sẽ lập ra một cái kế hoạch để mà đáp ứng nhu cầu mong đợi. Nôm na người ta gọi là một cái kế hoạch tổng hợp, hay còn gọi là hoạch định đó. Thì nôm na chúng ta thấy rằng là gì? Bước đầu tiên trong vấn đề hoạch định là gì? Phải có gì? Dự báo về nhu cầu. Khi nhu cầu được dự báo, khi nhu cầu dự báo được thực hiện, thì cái bước tiếp theo là gì? Lập ra một cái kế hoạch để đáp ứng nhu cầu mong đợi. Nhớ nha. Thì đó là một cái kế hoạch tổng hợp. Thì mục đích của lập kế hoạch này là nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Nhằm làm thỏa mãn nhu cầu, đem lại lợi nhuận cực đại cho công ty. Và kế hoạch này thì được thực hiện ở mức độ tổng thể, không phải tại mức tồn kho trên đơn vị riêng lẻ. Và kế hoạch này thì họ sẽ thiết lập mức độ tối ưu của sản xuất và tồn kho để có thể cung cấp cho thị trường từ 3 đến 18 tháng tiếp theo. Ở trong cái vấn đề là gì? Dự báo nhu cầu, thì ở trong vấn đề hoạch định thì chúng ta sẽ có các cái vấn đề, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Liên quan đến vấn đề dự báo nhu cầu này, thứ hai liên quan đến vấn đề định giá sản phẩm, liên quan đến vấn đề quản lý tồn kho. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Sau khi mà chúng ta dự báo xong thì cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lập kế hoạch, và cái kế hoạch tổng hợp nó trở thành một cái trở thành một cái khung công việc trong những cái quyết định ngắn hạn và được thực hiện ở các lĩnh vực như là sản xuất này, tồn kho và phân phối. Và những cái quyết định sản xuất này thì bao gồm đó là gì? Việc thiết lập các cái tham số như là tỷ lệ sản xuất, chẳng hạn như là chúng ta sẽ xác định rõ được cái mức sản, chẳng hạn như là mức sản xuất này, đúng không? Rồi cái tổng khả năng sản xuất cần sử dụng, rồi quy mô lực lượng lao động, đúng không ạ? Hay còn gọi là mức nhân công. Đồng thời những cái quyết định về tồn kho như là mức tồn kho hiện tại trong kho có thể đáp ứng ngay nhu cầu của thị trường hay không, rồi đáp ứng nhu cầu trong tương lai, và cái số đơn hàng chưa thực hiện để tiếp tục sản xuất. Thì những cái quyết định về phân phối như là khi nào thì sản phẩm được vận chuyển từ nơi sản xuất đến khách hàng sử dụng và bằng phương tiện nào. Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Kế hoạch tổng hợp này nó mục đích là gì? Xác định rõ mức sản xuất. Xác định rõ mức sản xuất có nghĩa rằng là gì? Chúng ta phải xác định được cái gì? Cái số lượng sản phẩm hoàn thành trong mỗi đơn vị thời gian. Rồi cái thứ hai đó là gì? Chúng ta cần phải xác định được cái quy mô lực lượng lao động, rồi cái thời gian gia công và hợp đồng gia công ngoài, chẳng hạn như là chúng ta ở trong cái vấn đề là quy mô lực lượng lao động này, chúng ta cần phải xác định là gì? Cái số lao động cần trong một thời kỳ để mà gì có thể sản xuất ra cái số lượng sản phẩm hoàn thành trong mỗi đơn vị thời gian. Và cái thứ ba là chúng ta cần phải gì? Xác định cái mức tồn kho hiện tại, đúng không? Thì cái vấn đề là xác định mức tồn kho đầu kỳ, hôm nay chúng ta là gì? Hàng tồn kho đầu kỳ và còn lại từ cái kỳ trước. Thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có một cái phần mình cũng sẽ hướng dẫn cho các em là lập kế hoạch tổng thể. Thực ra lập kế hoạch tổng thể này chúng ta dựa trên cái phần mềm Excel, là dựa trên những cái con số để chúng ta chẳng hạn như là chúng ta sẽ xác định là số lượng sản phẩm hoàn tâm trong mỗi đường gian, rồi chúng ta sẽ xác định cái gì? Mức tồn kho đầu kỳ và rồi cũng như là mức tồn kho cuối kỳ. Thì trong vấn đề là thực hành thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cái lập kế hoạch tổng thể này.
Về lập kế hoạch tổng thể thì nó có ba cái phương pháp chúng ta cần nắm để mà thực hiện kế hoạch tổng hợp. Thứ nhất là chúng ta cần phải xác định là chúng ta phải sử dụng, chẳng hạn như là sử dụng cái công suất sản xuất. Rồi cái thứ hai là khi mà lập cái kế hoạch tổng hợp này thì chúng ta cần phải tận dụng được mức độ biến động của tổng công suất. Cái thứ ba là gì? Chúng ta phải sử dụng hàng tồn kho và những đơn hàng tồn đọng. Thì nôm na là để có thể lập cái kế hoạch này đáp ứng nhu cầu thì chúng ta có ba cái vấn đề chúng ta cần phải xác định. Thứ nhất là gì? Tổng công suất. Rồi cái thứ hai là gì? Mức độ sẵn sàng của công suất. Cái thứ ba là gì? Tổng khối lượng tồn kho cần thực hiện dự trữ. Thì đây là cái lập kế hoạch liên quan tới vấn đề là sử dụng cái công suất sản xuất để mà đáp ứng nhu cầu. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Ở trong cái để mà lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu thì người ta có ba cái phương pháp, đó là sử dụng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, hay còn gọi là chiến lược theo đuổi. Rồi cái thứ hai mình nhắc lại nghe. Cái thứ hai thì để có thể lập kế hoạch tổng thể đáp ứng nhu cầu thì người ta có thể gọi là gì? Tận dụng mức độ biến động của tổng công suất của nhà máy. Và cái thứ ba là gì? Sử dụng hàng tồn kho và những đơn hàng tồn đọng. Thì liên quan đến vấn đề là sử dụng công suất sản xuất để mà đáp ứng nhu cầu. Thì trong cái cách tiếp cận này có nghĩa rằng là gì? Người ta sẽ lập kế hoạch dựa trên cái gì? Sử dụng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Thì trong cái cách tiếp cận này thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Công suất phải phù hợp với mức nhu cầu. Ở đây thì mục tiêu là sử dụng hết 100% công suất sản xuất. Có nghĩa rằng là gì? Để đáp ứng nhu cầu đó thì chúng ta dựa vào cái công suất sản xuất của nhà máy đó. Và trong cái phương pháp này, trong cái cách tiếp cận này thì chúng ta sẽ gì? Sử dụng hết 100% công suất sản xuất để mà đáp ứng nhu cầu. Thì điều này thực hiện được bằng cách là gì? Chúng ta sẽ phải gia tăng chẳng hạn như là chúng ta phải gia tăng cái công suất vận hành của máy móc thiết bị. Khi mà chúng ta gia tăng cái công suất, có nghĩa là gì? Chúng ta muốn sử dụng hết 100% công suất của sản xuất thì nó sẽ dẫn tới cái trường hợp là chúng ta phải thuê thêm. Chẳng hạn như là trước đây thì chúng ta chỉ sử dụng cái công suất chưa đạt 100%, dẫn đến là chúng ta cái lực lượng lao động nó ít đi, đúng không? Thì chúng ta có thể gì? Quyết định liên quan đến vấn đề thuê thêm, hoặc là gì? Trước đây thì cái công suất nó ít nhưng mà chúng ta cái lượng công nhân nó nhiều, tại vì lý do này với lý do khác dẫn đến là gì? Chúng ta có thể sa thải công nhân khi cần thiết. Điều này thì nó sẽ dẫn đến kết quả là gì? Mức tồn kho thấp. Mức tồn kho thấp có nghĩa rằng là gì? Chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tổng thể bằng cách gì? Sản xuất, dẫn đến là gì? Mức độ tồn kho thấp. Nhưng nôm na có gì? Có thể tốn kém nếu như mà chi phí gia tăng hay cắt giảm công suất là quá cao. Chúng ta có thể thấy rằng là gì? Khi mà có một cái khái niệm là khi mà chúng ta sử dụng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu á, thì nhân viên họ sẽ bị mất tinh thần, bởi vì có một cái khái niệm đó là gì? Công việc thường dẫn đến việc mất tinh thần của nhân viên nếu như họ thường xuyên được thuê mướn hay loại bỏ khi nhu cầu tăng hay lên hay là gì giảm đi. Và cách tiếp cận này thì phù hợp khi mà chi phí thực hiện tồn kho là lớn và chi phí cho việc thay đổi công suất vận hành máy móc thiết bị là thấp. Một cái cách tiếp cận thứ hai liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch tổng thể để mà đáp ứng nhu cầu của thị trường, đó là người ta sẽ tận dụng mức độ biến động của tổng công suất. Thì dùng cái phương pháp này, khi mà công suất sẵn có chưa được sử dụng hết, nó trái ngược với lại là cái phương pháp trên. Phương pháp trên thì chúng ta sẽ gì? Sử dụng hết 100% công suất. Còn phương pháp này thì gì? Khi mà công suất sẵn có chưa được sử dụng hết, nếu như máy móc thiết bị hiện có chưa sử dụng hết công suất 24 giờ trên một ngày hay 7 ngày trên một tuần, thì mà đây là cái cơ hội mà để chúng ta sử dụng. Và cái sự thay đổi của nhu cầu thông qua việc tăng hay giảm bớt công suất sản xuất, quy mô của lực lượng lao động có thể được duy trì tính ổn định của kế hoạch sử dụng số giờ làm thêm và sự linh hoạt của lịch trình sản xuất. Thì đây là một cái lập kế hoạch mà chúng ta có thể tận dụng mức độ biến động của tổng công suất. Một cái thứ ba, khi mà lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu thì người ta có thể sử dụng cái gì? Hàng tồn kho và những cái đơn hàng tồn đọng.
Thì cách tiếp cận này thì nôm na khi mà chúng ta thực hiện á, thì chúng ta thấy rằng là gì, sẽ tạo cho nhân viên và công suất máy móc thiết bị ổn định và cho phép ổn định tỷ lệ đầu ra. Rồi cách tiếp cận này thì cũng mang lại khả năng đó là tận dụng công suất máy móc thiết bị cao hơn và chi phí cho sự thay đổi công suất này là thấp. Nhưng cách này cũng tạo ra một cái lượng lớn hàng tồn kho và các cái đơn hàng chưa thực hiện khi nhu cầu dao động. Thì thực ra thì phần này thì mình cũng giới thiệu sơ thôi, chúng ta cũng đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch tổng thể sản xuất để mà đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thì nôm na là gì, người ta sẽ có ba cái cách để mà đáp ứng nhu cầu dựa trên cái công suất, dựa trên cái vấn đề sản xuất, đó là gì, sử dụng cái công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, sử dụng tổng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, và người ta sử dụng cái tồn kho và các cái đơn hàng chưa thực hiện để đáp ứng nhu cầu. Thì chúng ta học rồi thì mình cũng giới thiệu sơ qua thôi, để cho chúng ta nắm lại trong vấn đề lập kế hoạch tổng thể đáp ứng nhu cầu liên quan đến vấn đề là sản xuất. Cái thứ ba liên quan đến vấn đề, cái thứ hai trong cái vấn đề hoạch định mà lúc nãy là mình giới thiệu cho các em, đó là dự báo nhu cầu. Cái thứ hai là gì, định giá sản phẩm. Thì các cái công ty và chuỗi cung ứng thì có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thông qua việc định giá, và tùy vào mức giá được định giá như thế nào thì nó có thể đem lại lợi nhuận gộp hay là cực đại doanh thu cho công ty. Và thông thường nhân viên phòng tiếp thị, chúng ta có thể thấy rằng là trong cái mô hình này, thông thường thì nhân viên phòng tiếp thị và bán hàng họ sẽ ra các cái quyết định về giá để mà kích thích nhu cầu trong suốt cái mùa cao điểm, đúng không ạ? Với mục đích là gì, cực đại tổng doanh thu. Đặc biệt là trong cái mùa cao điểm thì các cái nhân viên phòng tiếp thị và bán hàng họ sẽ ra các cái quyết định về giá để mà kích thích nhu cầu trong suốt mùa cao điểm, chẳng hạn như là giảm giá nè, hoặc là gì, khuyến mãi kèm quà tặng nè, v.v. Và nhân viên, thực ra thì nhân viên phòng sản xuất và tài chính ra quyết định về giá nhằm kích thích nhu cầu trong những thời gian ngắn nhất. Đối với vấn đề là mùa cao điểm thì lúc này thì nhân viên phòng tiếp thị và bán hàng họ sẽ có các cái quyết định về giá để mà kích thích nhu cầu. Tuy nhiên thì vấn đề là đối với cái giai đoạn nôm na người ta gọi là giai đoạn về ế ẩm á, thì lúc này thì nhân viên phòng sản xuất, lúc này thì ông sản xuất và ông tài chính lại ra quyết định về giá. Mục đích của ông là gì, nhằm kích thích nhu cầu trong những cái thời gian giai đoạn ế ẩm, với mục tiêu là gì, cực đại lợi nhuận gộp trong mùa có nhu cầu, ế ẩm, rồi tạo doanh thu để kiểm soát chi phí trong những cái mùa có nhu cầu thấp. Thì nôm na liên quan đến vấn đề để mà định giá sản phẩm trong chuỗi cung ứng thì chúng ta cần biết rằng là gì, tùy thuộc vào cái mức độ, cái mức giá được định giá như thế nào có thể đem lại lợi nhuận gộp hay là cực đại doanh thu cho công ty. Thì ở mùa cao điểm chúng ta lưu ý rằng là gì, trong vấn đề là định giá sản phẩm, trong vấn đề là lập kế hoạch chuỗi cung ứng thì người ta sẽ giao cho phòng tiếp thị và bán hàng ra các quyết định để gì, về giá để kích thích nhu cầu trong suốt mùa cao điểm với mục đích là cực đại tổng doanh thu. Đây là cực đại tổng doanh thu. Còn vấn đề là trong mùa ế ẩm thì lúc này thì người ta sẽ phân công cái vấn đề định giá sản phẩm không có giao cho nhân viên phòng tiếp thị và bán hàng nữa, mà người ta sẽ giao cho gì, nhà sản xuất và gì, cho cái bộ phận sản xuất và bộ phận tài chính ra các cái quyết định về giá nhằm kích thích nhu cầu trong những cái thời gian ngắn nhất, với mục đích là gì, cực đại lợi nhuận gộp trong mùa có nhu cầu giai đoạn ế ẩm đó. Mà mục đích là gì, để mà kiểm soát chi phí, thì chúng ta cần phải nắm trong vấn đề định giá sản phẩm. Thì cái chiến lược, cái kế hoạch định giá sản phẩm họ thực hiện trong mùa cao điểm, mùa đế điểm, mùa ế ẩm, rồi người ta giao cho những cái bộ phận nào quản lý và mục tiêu là gì, chẳng hạn như là mùa cao điểm thì gì, tổng doanh thu, đúng không? Còn trong mùa ế ẩm thì gì, lúc này người ta quan tâm đến vấn đề là gì, tổng lợi nhuận mà thôi. Cái phần thứ ba liên quan tới vấn đề là quản lý tồn kho. Một trong những cái vấn đề là hoạch định trong cái mô hình SCORE mà mình giới thiệu cho các em thì gồm có là gì, dự báo nhu cầu, định giá sản phẩm, và cái thứ tư chúng ta quan tâm đó là lên vấn đề là gì, tồn kho. Thì trong chuỗi cung ứng ở những cái công ty khác nhau thì quản lý tồn kho là sử dụng
tập hợp các cái kỹ thuật để mà quản lý mức tồn kho. Thì mục tiêu là giảm chi phí tồn kho càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn đáp ứng được cái mức phục vụ theo yêu cầu của khách hàng. Và quản lý tồn kho này thì chúng ta cần lưu ý rằng là gì, nó dựa vào hai yếu tố đầu vào chính, đó là gì, dự báo nhu cầu và định giá sản phẩm. Đó là lý do tại sao trong cái hoạt động hoạch định trong cái mô hình SCORE thì nó sẽ gồm có 3 phần, và 3 phần này nó có một cái sự gắn kết nhau, chẳng hạn như là bao gồm có gì, dự báo về nhu cầu. Từ dự báo nhu cầu thì chúng ta mới lập ra cái kế hoạch tổng thể đáp ứng nhu cầu đó. Kế hoạch tổng thể đáp ứng nhu cầu đó thì người ta dựa trên 3 cái vấn đề, chẳng hạn như là sử dụng, mình giới thiệu rồi, chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng cái công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, hay là chúng ta sử dụng tổng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, hay là chúng ta sử dụng cái tồn kho và các cái đơn hàng chưa thực hiện để đáp ứng nhu cầu. Cái thứ hai trong vấn đề hoạch định là gì, liên quan đến vấn đề là định giá sản phẩm, đúng không ạ? Và cái thứ ba là quản lý tồn kho. Thì chúng ta cần lưu ý là gì, quản lý tồn kho thì nó dựa vào hai yếu tố đầu vào chính, đó là gì, dự báo nhu cầu và định giá sản phẩm. Và với hai cái yếu tố đầu vào chính này thì quản lý tồn kho là quá trình cân bằng mức tồn kho sản phẩm và nhu cầu thị trường. Đồng thời thì nó sẽ khai thác cái lợi thế, đó là tính kinh tế nhờ quy mô để có được mức giá tốt nhất cho sản phẩm. Chúng ta thấy rằng là một trong những cái ví dụ mà người ta ở đây lấy ra là gì, chi phí tồn kho trung bình của nước Mỹ là 30-35% giá trị của chúng, thì 30-30% này là liên quan đến vấn đề hư hao bảo hiểm chi phí cơ hội. Do đó thì mục đích trong vấn đề quản lý tồn kho là gì, làm thế nào để có thể gì giảm được các cái chi phí này tốt nhất. Thì hiện nay người ta nói rằng là gì, chi phí tồn kho của Việt Nam cũng tương đối là cao, do đó có thể để nâng cao cái hiệu quả về kinh tế, có nghĩa là tăng lợi nhuận, thì chúng ta cần phải giảm cái mức tồn kho này đến mức tối thiểu. Nôm na khi mà chúng ta thực hành thì tôi cũng sẽ có một phần liên quan đến vấn đề là quản lý tồn kho, thì chúng ta cũng sẽ nắm hơn về quản lý tồn kho. Hoạt động quản lý tồn kho của công ty hay là chuỗi cung ứng thì nó bao gồm có 3 cái loại tồn kho mà chúng ta cũng đã nắm rồi ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi, nếu mà thầy hướng dẫn cho các em. Thứ nhất đó là tồn kho về chu kỳ, thứ hai là tồn kho theo mùa, và thứ ba là tồn kho an toàn. Tồn kho chu kỳ thì nôm na tồn kho chu kỳ là loại tồn kho được yêu cầu khi muốn đáp ứng nhu cầu sản phẩm thông qua thời gian giữa các lần đặt hàng, thì người ta gọi là tồn kho theo chu kỳ. Có nghĩa là gì, nó đáp ứng nhu cầu về sản phẩm giữa các lần đặt hàng theo một cái lịch trình bình thường. Thì cái này chúng ta cũng đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi. Và lý do ra đời của mô hình này là do cái tính kinh tế nhờ quy mô. Có nghĩa là sao, đặt ít đơn hàng nhưng mỗi đơn hàng có khối lượng lớn, đúng không ạ? Tránh trường hợp thì gì, đặt nhiều đơn hàng nhưng mà mỗi đơn hàng có khối lượng nhỏ thì nó cũng không hiệu quả. Do đó thì gì, lý do ra đời của mô hình này là gì, là do tính kinh tế nhờ quy mô. Có nghĩa rằng là sao, đặt ít đơn hàng nhưng mỗi đơn hàng có khối lượng rất lớn và được giao hàng liên tục theo những đơn hàng nhỏ hơn, ứng với nhu cầu từng giai đoạn. Thì tồn kho chu kỳ xây dựng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng do thực tế là đáp ứng theo đơn hàng nên lớn hơn nhiều so với nhu cầu liên tục của sản phẩm. Thì đây là một cái mô hình mà chúng ta cũng đã được học ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi. Có nghĩa là gì, mô hình đặt hàng kinh tế. Thì trong cấu trúc chi phí của công ty thì số lượng đơn hàng để mua khối lượng hàng tại một thời điểm rất là có hiệu quả về chi phí, thì người ta hiện nay người ta đang áp dụng cái mô hình này. Thì chúng ta cũng đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi. Thì khi mà trong thực hành thì ở đây thì mình giới thiệu lại cái lý thuyết thôi để cho chúng ta nắm, còn vấn đề khi thực hành thì tôi sẽ thực tế hóa, chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề hoạch định, dự báo nhu cầu như thế nào, rồi định giá sản phẩm ra sao, rồi quản lý tồn kho, thì chúng ta sẽ lúc đó thì chúng ta sẽ ứng dụng mô hình này vào vấn đề thực hành thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Cái thứ hai liên quan đến vấn đề là loại tồn kho thứ hai, đó là gì, tồn kho theo mùa.
Thì tồn kho theo mùa thì nôm na chúng ta hiểu là gì xảy ra khi công ty hay là chuỗi cung ứng họ muốn quyết định sản xuất và tồn kho sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu mong đợi trong tương lai. Nếu mà nhu cầu trong tương lai lớn hơn năng lực sản xuất thì trong những cái thời điểm có nhu cầu thấp, công ty sản xuất và tồn kho để đáp ứng nhu cầu. Và tính kinh tế vì quy mô định hướng quyết định tồn kho theo mùa thông qua công suất và cấu trúc chi phí của công ty trong chuỗi cung ứng. Thì đối với nhà sản xuất thì nếu mà tồn kho nếu tốn quá nhiều chi phí để gia tăng công suất sản xuất thì công suất này xem như là một chi phí cố định, và khi nhu cầu hàng năm của nhà sản xuất được xác định, công suất cố định có thể được tính toán để phát huy kế hoạch sản xuất có hiệu quả. Rồi quản lý hàng tồn kho theo mùa thì đòi hỏi nhà sản xuất phải đưa ra mức tồn mức giá hấp dẫn để mà thuyết phục nhà phân phối mua hàng tồn trữ vào nhà kho trước khi mà nhu cầu phát sinh. Thì chúng ta có thể thấy rằng là gì, cái tồn kho theo mùa như thế nào. Rồi một cái loại nữa là liên quan đến vấn đề làm tồn kho an toàn. Thì tồn kho an toàn nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, nhằm để bù đắp cho sự không chắc chắn đang tồn tại trong chuỗi cung ứng. Có nghĩa là các cái nhà bán lẻ và nhà phân phối thì không muốn sản phẩm trong kho không đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay có sự trì hoãn ngoài ý muốn trong việc nhận những đơn hàng bổ sung. Thì theo nguyên tắc này thì nếu mà mức độ không chắc chắn càng lớn thì mức độ tồn kho an toàn yêu cầu càng cao. Và cái vấn đề là mục đích của tồn kho an toàn thì nó thứ nhất là gì, để mà gì, đảm bảo rằng là gì, bù đắp cho các cái biến động về số lượng, về cầu và các cái giai đoạn cao điểm đặt hàng, thì chúng ta cần phải để trong kho một cái lượng hàng an toàn nhằm đáp ứng cái nhu cầu trong những cái đợt biến động về cái số lượng cầu và các cái giai đoạn cao điểm đặt hàng. Và ở đây thì tôi cũng nêu ra bốn cái cách để mà chúng ta giảm tồn kho an toàn. Thứ nhất là gì, giảm nhu cầu không chắc chắn, có nghĩa là gì, để mà giảm nhu cầu không chắc chắn thì chúng ta cần phải học cách để dự báo nhu cầu cho sản phẩm tốt hơn. Cái thứ hai là gì, giảm thời gian thực hiện đơn hàng, thì thời gian thực hiện ngắn hơn, nghĩa là giảm tồn kho an toàn cần thiết để mà gom đủ lượng hàng. Cái thứ ba là gì, giảm sự biến động thời gian thực hiện đơn hàng, có nghĩa là gì, giảm tồn kho càng nhiều thì sẽ giảm tồn kho an toàn. Và cái thứ tư là chúng ta giảm cái sự biến đổi không chắc chắn thì đảm bảo sự sẵn sàng của sản phẩm khi nhu cầu phát sinh. Thì các em lưu ý rằng là gì, trong cái phần thực hành thì chúng ta cũng sẽ phải làm một cái phần liên quan đến vấn đề quản lý tồn kho, thì chúng ta sử dụng những cái con số, thì lúc đó thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn khi mà tôi trình bày liên quan đến vấn đề là tồn kho theo mùa, tồn kho chu kỳ và tồn kho an toàn để chúng ta nắm được. Rồi, hôm nay thì chúng ta tôi trình bày cho các em cái chương 2 thì liên quan đến vấn đề hoạch định. Thì hoạch định thì nó gồm có 3 cái hoạt động, đó là dự báo nhu cầu, cái thứ hai là liên quan đến vấn đề dự định giá sản phẩm, cái thứ ba thì nó liên quan đến vấn đề là quản lý tồn kho. Thì mình đã trình bày cho các em các cái bước để mà chúng ta chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề dự báo nhu cầu thì chúng ta cần phải nắm những vấn đề gì, chẳng hạn như là bốn cái biến chính để mà tiến hành dự báo thì chúng ta cần phải nắm, cái thứ hai là mục tiêu của dự báo như thế nào, cái thứ ba là cái phương pháp dự báo ra sao. Rồi sau khi mà chúng ta dự báo nhu cầu xong thì chúng ta phải tiến hành gì, lập kế hoạch tổng thể. Lập kế hoạch tổng thể này mục đích là gì, thiết lập cái mức sản xuất, đúng không ạ, liên quan đến vấn đề sản xuất. Liên quan đến vấn đề sản xuất thì chúng ta sẽ thiết lập cái mức sản xuất cho nhóm sản xuất để mà sản xuất ra đáp ứng cái nhu cầu mà chúng ta đã dự báo. Thì cái mức sản xuất này thì nó để lập kế hoạch tổng thể mà có thể đáp ứng được nhu cầu thì nó có 3 cái gọi là chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng để mà có thể dự báo lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu. Đó là gì, chúng ta sử dụng cái công suất sản xuất, đúng không ạ, để đáp ứng nhu cầu, chúng ta sử dụng cái tổng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu, và chúng ta sử dụng tồn kho và các cái đơn hàng chưa thực hiện để đáp ứng nhu cầu để mà chúng ta lập kế hoạch tổng thể. Cái thứ hai trong vấn đề là liên quan đến hoạch định thì mình cũng giới thiệu cho các em liên quan đến sơ một cái là liên quan đến vấn đề định giá sản phẩm. Thì thực ra định giá sản phẩm này thì chúng ta cũng đã học ở trong các môn về quản trị marketing rồi, chúng ta vừa học xong thì mình cũng giới thiệu. Thì trong cái vấn đề là định giá sản phẩm trong hoạt động chuỗi cung ứng này thì chúng ta chỉ quan tâm đến là gì, cái mùa cao điểm và mùa và cái giai đoạn ế ẩm. Thì cái mùa cao điểm này thì lúc này thì họ sẽ lên kế hoạch cho cái bộ phận chẳng hạn như là phòng tiếp thị và bán hàng sẽ ra các cái quyết định về giá để kích thích nhu cầu trong suốt mùa cao
cao điểm, mục đích là gì? Để mà gì? Cực đại cái tổng doanh thu. Còn cái trong giai đoạn ế này thì lúc này thì trong cái hoạch định chuỗi cung ứng liên quan đến định giá sản phẩm thì người ta sẽ liên quan đến vấn đề là gì? Lúc này họ sẽ đưa cái phòng sản xuất và phòng tài chính sẽ ra quyết định về giá nhằm kích thích cái nhu cầu trong những cái giai đoạn ế ẩm này. Mục đích là gì? Là cực đại lợi nhuận gộp trong mùa ế ẩm, chúng ta cần nắm. Và một cái thứ ba liên quan đến vấn đề tồn kho thì chúng ta cũng nắm được là trong tồn kho là cái mức tồn của một mặt hàng hay tài nguyên nào đó được sử dụng trong một tổ chức. Thì trong cái vấn đề lên lập kế hoạch lập kế hoạch này thì mục tiêu cho chúng ta cũng phải lên kế hoạch cho vấn đề tồn kho, thì mục tiêu là để giảm chi phí tồn kho càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn đáp ứng được cái mức phục vụ theo yêu cầu của khách hàng. Thì quản lý tồn kho thì nó dựa vào hai yếu tố đầu vào trong vấn đề lập kế hoạch, đó là gì? Dự báo nhu cầu và định giá sản phẩm. Thì trong vấn đề quản lý tồn kho thì chúng ta cần phải nắm được là có ba loại tồn kho, thì ở đây mình cũng giới thiệu sơ thôi. Chúng ta đã học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, là tồn kho chu kỳ, tồn kho theo mùa và tồn kho an toàn. Rồi cái buổi hôm nay có chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Chúng ta có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì mình tiến hành điểm danh nha.